Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Chào tất cả các bạn chị em nha. Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Chào mừng anh chị em đến với buổi học Kinh Thánh. Và giờ này, tất cả chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng để bước vào sự cầu nguyện và học bài học cuối cùng. Tôi cho rằng là cuối cùng trong cái chủ đề cầu nguyện cho người bệnh này. Ok. Xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa, tôi đã nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc và luôn luôn theo dõi hội thánh và rất là ham mến lời Chúa ha. Xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em. Cảm ơn Ngài thật là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta sẽ chào đón anh chị em mình và chúng ta sẽ bắt đầu buổi học Kinh Thánh bằng sự cầu nguyện. Chúng ta nương cậy Thánh Linh của Chúa để Chúa dạy chúng ta. Amen. Chúa sẽ dạy tất cả anh chị em mình cái cách để chúng ta cầu nguyện và nhờ cậy Ngài. Xin Chúa mở mắt thuộc linh, Chúa mở lòng, Chúa mở trí, mở tay chúng ta để chúng ta có thể nghe lời Chúa và am hiểu được lời Chúa một cách nó tốt nhất. Không ạ? Tất cả chúng ta hãy nhờ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ok. Như tôi thường nói với anh chị em đó, Ngài là vị giáo sư trọn đời của chúng ta. Giáo sư đời đời và không bao giờ lìa, không bao giờ bỏ, không bao giờ phải thất bại trong bất cứ tình huống nào cả. Cho nên tôi khích lệ tất cả các bạn cho em hãy hết lòng nương cậy Thánh Linh trong đời sống cá nhân của mình, nhất là vấn đề học lời của Chúa. Ok. Chỉ có Ngài mới có thể biến đổi anh chị em thôi, không có ai có thể biến đổi chúng ta được. Không ạ, chỉ một mình Ngài có thể dùng lời của Chúa và biến đổi chúng ta. Cho nên bây giờ một lần nữa tôi trân trọng, thay mặt hội thánh nhà muôn dân trân trọng gửi lời chào thân ái đến tất cả bạn trên khắp mọi nơi đã đang và sẽ kết nối vào bài học buổi tối ngày hôm nay. Và giờ này chúng ta hãy bắt đầu sự cầu nguyện. Tôi muốn tất cả anh chị em hãy tập trung vào Chúa, đừng để bị phân tâm phân tán vì bất cứ một cái lý do gì. Một buổi tối này là buổi tối hãy biệt riêng cho lời của Chúa, cho sự cầu nguyện, cho sự động chạm của Ngài, thay đổi của Ngài trên đời sống của tất cả chúng ta. Amen. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Và giờ này chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện nè. Cầu nguyện cùng tôi nè. Lạy Chúa, trong danh Giêsu quyền năng, chúng con đến với Ngài giờ này. Chúng con nương cậy Ngài để hiểu chính lời của Ngài. Xin Chúa đến và chạm chúng con, tất cả chúng con giờ này. Con cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời hãy đến và chạm chúng con giờ này. Chạm vào mỗi tấm lòng chúng con giờ này. Xin Linh Mặc Khải và Linh Khôn Ngon đến đầy dẫy trên tấm lòng chúng con giờ này. Lạy Chúa, trong danh Giêsu quyền năng, để chúng con có thể nhận biết Chúa Giêsu, để chúng con có thể hiểu lời Ngài một cách đúng đắn và đem lại sự ích lợi tối đa trên đời sống của mỗi một chúng con. Lạy Chúa, trong danh của Giêsu quyền năng, con cùng cầu xin Ngài Thánh Linh yêu quý hãy đến chạm mỗi một anh chị em con, chạm tất cả những người nào đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, dù bất kể họ đang ở nơi nào, bất kể họ dùng phương tiện gì để kết nối và lắng nghe những lời này. Chúa Thánh Linh ơi, hãy đến trên họ giờ này, trong danh của Giêsu quyền năng. Hãy đến trên anh chị em con giờ này, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Con cầu nguyện trong danh của con Đức Chúa Trời hằng sống và Cha trên trời nhận lời cầu nguyện và ban Thánh Linh một cách dấy đầy trên đời sống anh chị em con giờ này, trên tâm lòng, trên tâm hồn, trên thân thể, trên mọi điều gì mà anh chị em con quan tâm. Xin Thần Ngài tuyên đổ giờ này một cách mạnh mẽ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tạ ơn Ngài lời Chúa. Xin Thần Ngài tuyên đổ một cách mạnh mẽ cho anh chị em con giờ này Chúa. Anh chị em hãy cầu nguyện nè. Tất cả những ai đang lắng nghe là cầu nguyện này, hãy bắt đầu tự mình mở môi miệng mình ra, tự mình hướng lòng vào Chúa, tự mình nói Thánh Linh ơi, thăm viếng con. Con rất cần Ngài, con cần sự dạy bảo của Ngài, con cần sự đụng chạm, con cần sự biến đổi của Ngài. Hãy nói thêm bạn trên, hãy nói đừng làm thinh. Đó là cách mà chúng ta học cách cầu nguyện với Chúa, đó là cái cơ hội để chúng ta có thể tự cầu nguyện với Chúa. Và bằng cách đấy chúng ta sẽ thực hành nó trong những lúc anh chị em ở riêng với Chúa, trong những lúc anh chị em suy ngẫm lời Chúa. Đừng bao giờ đến vì lời của Ngài mà không có Thánh Linh của Ngài. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện nào. Mở một người hãy cầu nguyện trong danh Giêsu quyền năng. Mở một người hãy mở môi miệng ra và nói Chúa hãy đến trên con. Chúa hãy sức dầu con. Hãy sức dầu mới cho con giờ này. Sức dầu của sự hiểu biết cho con giờ này. Sức dầu của sự nhận biết những điều siêu nhiên, những điều thiêng liêng cho con giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy cầu nguyện nào. Mở một người hãy cầu nguyện trong danh Giêsu. Đừng ai làm thinh giờ này. Đừng một người nào làm thinh giờ này. Hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ôi trời, hallelujah. Con cầu xin Ngài hãy mở Thánh Linh Ngài chạm anh em con giờ này. Hãy chạm tất cả những người đang lắng nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Hãy tuyên đổ và sức dầu mới cho họ Chúa. Hãy tuyên đổ và sức dầu mới cho họ Chúa. Vì tất cả chúng con anh em con cần Ngài Chúa.
Càng ngày mọi lúc Chúa, càng ngày mọi lúc mọi nơi Chúa. Oh hallelujah, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy tuôn đổ vào tấm lòng hả Chúa. Hãy mưa cơn mưa của Ngài trên hả Chúa. Hãy mưa cơn mưa của sự hiểu biết, mưa cơn mưa của sự khôn ngoan, của sự mặc khải thâm sáng trên hả Chúa, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi kêu danh của con Đức Chúa Trời trên trên giờ này. Tôi kêu danh của con Đức Chúa Trời trên nhân giờ này. Và linh thông sáng ở trên em đầy dãy giờ này. Linh khôn ngoan ở trên em đầy dãy giờ này. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Linh thông sáng, linh mặc khải bên trên em giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận. Tất cả những ai cần đến Thánh Linh đều được đầy dãy ngài giờ này. Linh khôn ngoan, linh tri thức, linh hiểu biết, linh mưu luận đến trên em giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận. Đón nhận giờ này. Con cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hãy làm đầy dãy lòng anh chị em con. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Đức Chúa Trời Cha, Đấng luôn ban Thánh Linh cho bạn cho em con, khen cho em con cầu nguyện. Con tin điều đó. Chúa tuôn đổ những gì từ thân của Ngài cho anh chị em con. Những ai khát khao, những ai mong đợi, những ai tin cậy Ngài, hãy tuôn đổ, hãy được tuôn đổ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Tiếp tục Chúa, tiếp tục. Cảm ơn Ngài, tiếp tục tuôn chảy. Anh em bắt đầu tạ ơn Ngài. Tôi tin rằng Chúa Thánh Linh đang chăm anh chị em giờ này. Tôi thấy rằng Ngài đang hiện diện trong buổi nhóm của chúng ta giờ này. Hãy tạ ơn Chúa, hãy tạ ơn Ngài. Hãy nói rằng Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài thăm viếng và sức dầu cho con. Hãy tạ ơn Ngài vì Ngài thành tín và luôn ban Thánh Linh cho những ai cầu hỏi Ngài. Những ai nài xin, những ai nương cậy, những ai hạ mình trước mặt Ngài. Hãy tạ ơn Chúa anh chị, tạ ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô cảm ơn Ngài thật nhiều. Ngợi khen Chúa thật nhiều, ngợi khen Chúa thật nhiều. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ngợi khen Chúa thật nhiều vì Ngài thành tín và Ngài yêu thương hết thảy chúng con. Ngài nhân từ với hết thảy chúng con. Ngài luôn nhẹ nhàng, dịu dàng đối với tất cả chúng con. Ngài luôn đối đãi với chúng con không phải theo tội lỗi chúng con, nhưng theo sự nhân từ của Ngài. Cảm ơn Ngài luôn thanh tín và Ngài luôn ở cùng sức dầu cho mỗi khi chúng con nhóm lại với nhau. Bất kể nhóm trực tiếp hay nhóm trên mạng hay nhóm bằng bất cứ phương tiện gì, thì Chúa luôn ban phước cho chúng con. Cảm ơn Ngài, lại Ngài. Cảm ơn Ngài Chúa, Đức Chúa Trời quyền năng. Ô một Đức Chúa Trời mà không có điều gì có thể ngăn trở được Ngài. Không gian thời gian không thể ngăn trở được Ngài. Khoảng cách không ngăn trở được Ngài. Lạy Chúa, cũng cảm ơn Ngài vì tình yêu của Ngài đối với hội thánh Chúa. Cảm ơn Ngài vì tình yêu lớn lao Ngài dành cho hội thánh Ngài. Lạy Chúa, trong danh của Giêsu quyền năng ngày giờ này. Lạy Chúa, hãy đón nhận lời cảm tạ của chúng con, lời biết ơn của chúng con, sự thờ phượng của chúng con giờ này. Trong danh Giêsu, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục anh chàng, tiếp tục hãy tạ ơn Chúa bằng môi miệng của mình. Hãy học cách biết ơn Ngài khi Ngài thăm viếng mình. Bất kể một sự động chạm nhỏ nào của Ngài, hãy tạ ơn Ngài. Bất kể một điều gì dù rất nhỏ mà Ngài làm cho anh chàng, hãy tạ ơn Ngài. Bất kể nó là chuyện gì, hãy tạ ơn Ngài. Bằng cách đó anh chị em sẽ gia tăng ơn của Ngài. Vì Ngài ban ơn cho những người biết ơn, Ngài ban ơn cho những người khiêm nhường, Ngài ban ơn cho những người phụ thuộc Ngài. Anh chị em hãy tạ ơn Chúa nào. Mở môi miệng mình ra và tạ ơn Chúa. Lớn tiếng tạ ơn Chúa nào. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi công bố rằng anh em sẽ cảm nhận được tình yêu của Ngài tuôn chảy cho anh em. Cảm nhận được lòng nhân từ của Ngài tuôn chảy cho anh em. Cảm nhận được sự sức dầu của Ngài tuôn chảy cho anh em giờ này. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Hãy ở trong sự hiện diện của Ngài giờ này. Hãy ở trong sự hiện diện của Ngài giờ này. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Ô hãy đầy dậy giờ này. Đầy dậy tấm lòng anh chị em giờ này. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Hallelujah. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Đó anh chị em, trong khi này tôi muốn nói với anh chị em một điều ạ. Chúng ta nên bắt đầu mọi chuyện trong sự hiện diện của Chúa. Đừng làm điều gì mà không có sự hiện diện của Chúa. Hãy bắt đầu nó bằng cái như vậy. Đừng làm điều gì mà không có sự hiện diện của Chúa. Vì khi không có sự hiện diện của Chúa đó, anh chị em sẽ rất ít kết quả và không hiệu quả đâu. Bởi vì chúng ta sẽ bị dẫn dắt bởi những nguồn khác mà không phải bởi Chúa. Cho nên hãy bắt đầu mọi sự trong sự hiện diện của Chúa. Dù là mình học Kinh Thánh với nhau, mình cầu nguyện với nhau, mình nhóm với nhau, mình thông công với nhau, hay mình làm bất cứ điều gì, ở trong tâm của mình hãy xin sự hiện diện của Chúa. Cho đến khi anh chị em cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, hãy bắt đầu. Ok, đừng vội vàng, đừng bao giờ làm điều gì bởi chính ý riêng. Hãy bắt đầu bằng sự hiện diện, bằng cách nài xin cảm ơn, tạ ơn Chúa về những điều Chúa làm trên đời sống của mình. Đó là cái cách mà an toàn nhất, anh chị em ha. Cho nên tôi cảm ơn Chúa thật nhiều vì tấm lòng yêu mến Chúa của anh chị em buổi tối hôm nay. Tôi cảm ơn Chúa thật nhiều vì anh chị em luôn khao khát lời của Ngài. Tôi cảm ơn Chúa thật nhiều vì anh chị em biết cách nương dựa Thánh Linh là thần chân lý và thần an ủi mà Cha đã gửi xuống cho anh chị em mình. Đây là cách mà an toàn và hiệu quả nhất. Chúng ta không thể nào tăng trưởng nếu không có Thánh Linh. Chúng ta không thể nào kết quả nếu không có Thánh Linh. Chúng ta cũng không thể nào an toàn nếu không có Thánh Linh. Chúng ta cũng không thể nào tăng trưởng con người của mình nếu không có Thánh Linh.
Cho nên nói tóm lại, tất cả những gì, những lĩnh vực nào trong đời sống chúng ta hôm nay, chúng ta đều phụ thuộc Thánh Linh của Đức Chúa Trời, là Đấng mà Cha sai xuống để ở với anh em mình đến đời đời. Đây là chỗ mà mỗi lần nhóm lại tôi đều nhắc nhớ anh chị em, nó quan trọng lắm. Nó quan trọng bậc nhất trong tất cả mọi là quan trọng. Nó quan trọng đến mức độ Chúa Giêsu nói ta đi là ích lợi cho các con, vì nếu ta không đi thì thần an ủi sẽ không đến. Nó quan trọng đến mức độ đó. Cho nên tôi muốn một lần nữa anh chị em ha, hãy kết nối với Thánh Linh luôn luôn. Trong danh của Giêsu quyền đó, tôi công bố mọi tâm thần, mọi tâm linh anh chị em đang ở trước mặt màn hình này, hãy kết nối với Thánh Linh giờ này. Mỗi một người hãy kết nối với Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi đặt một sự kết nối rõ ràng giờ này với Thánh Linh của Đức Chúa Trời, với tâm linh của anh chị em giờ này. Không có một sự ngăn trở nào ở giữa anh chị em với Thánh Linh của Chúa giờ này. Bất kể một sự ngăn trở nào, một bức tường nào, một sự quấn dây nào, một sự mất tập trung nào, một sự lôi kéo nào đến từ kẻ thù bị bế gãy giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả đều được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tự do để kết nối với Thánh Linh của Chúa giờ này. Hãy tự do trong tâm con trên giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mỗi một người phải được tự do. Mỗi một người phải được tự do. Mọi sự phân tâm, mọi sự buồn ngủ, mọi sự mất tập trung hãy bị bế gãy giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bất kể điều gì kéo trên ra buổi học này phải bị bế gãy giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bất kể những sự gì mà không cậy nhờ Thánh Linh phải bị hủy bỏ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi công bố sự tự do bên trong bàn trên giờ này. Tôi công bố sự tự do đến cho tất cả những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này ngay bây giờ. Tự do trong linh, tự do trong hôn, tự do trong thân xác giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Toàn bộ phải được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng để có thể hiệu quả nhất qua bài học này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Tôi công bố sự tự do. Tôi phủ huyết Chúa Giêsu trên ông bà anh chị. Tôi phủ huyết của Chúa Giêsu lên ông bà anh chị. Tôi phủ huyết của Chúa Giêsu lên ông bà anh chị giờ này. Tôi phủ huyết của Chúa Giêsu lên ông bà anh chị giờ này. Amen. Cảm ơn Ngài. Lạy Chúa. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Hallelujah. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa. Amen. Rồi ông bà anh chị em, cảm ơn Ngài. Buổi tối hôm nay đó, chúng ta sẽ bắt đầu bài học cuối cùng của loạt bài phương pháp cầu nguyện cho người bệnh. Tôi chia sẻ với anh chị em tuần trước một nửa rồi, bây giờ là chúng ta sẽ chia sẻ tiếp những điều tiếp theo. Và như thường lệ, anh chị em hãy dành một phút để chia sẻ live stream này trên trang cá nhân của mình, trên tất cả những nhóm nào anh chị em tham gia hoặc là có thể chia sẻ, để cho nhiều người được biết đến lời Ngài và họ được biến đổi, họ được chữa lành, họ được giải phóng, họ được tự do khi họ nghe những cái lời của Chúa, được học cùng nhau trong buổi tối hôm nay. Anh chị em hãy giúp tôi, 260 anh chị em hiện nay hãy giúp tôi chia sẻ và cùng tôi tham gia vào cái công tác chia sẻ lời Ngài này trên mạng xã hội. Đây là cách mà Chúa đẹp lòng. Amen. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Một lần nữa tôi cầu xin Đức Chúa Trời của tôi ban phước cho toàn bộ anh chị em đã đang và sẽ kết nối vào lại trên buổi tối hôm nay, ban phước một cách dư dật trên mọi lĩnh vực của đời sống mình. Amen. Và tôi sẽ bắt đầu bài học này. Tuần trước chúng ta đã ngưng lại ở chỗ là trước khi chúng ta cầu nguyện với cho người bệnh, chúng ta phải phỏng vấn người ta, đúng không ạ? Phỏng vấn người ta, phải tìm hiểu thật kỹ cái thông tin của người ta thật kỹ. Và từ những cái thông tin đó, Chúa cho chúng ta nhiều cái manh mối ở trong tâm trí về cái nguyên nhân cũng như là cái lý do tại làm sao mà họ có cái căn bệnh này. Mình phỏng vấn để làm gì thì anh chị biết rồi ha. Mình phỏng vấn để mình xác định cho sơ khởi cái thể loại bệnh tật mà họ đang có. Mình xác định cái điều đó, xác định. Vì cái vấn đề mà nó dẫn đến những cái căn bệnh của họ đó, nó có nhiều cái nguyên nhân lắm. Và tùy mỗi nguyên nhân, chúng ta có những cách cầu nguyện khác nhau. Anh chị em ghi nhớ chi tiết này nha. Không phải là mỗi một loại bệnh là mình cầu nguyện như nhau đâu. Nó khác nhau. Mình cầu nguyện khác nhau. Cầu nguyện mệnh lệnh khác nhau, thỉnh cầu khác nhau. Cái cách mình cầu nguyện nó sẽ khác tùy theo cái nguyên nhân. Và như cái bài trước nữa tôi nói đó, phần lớn tất cả các bệnh, cái nhiều căn bệnh đó, nó đến từ cái vấn đề về tinh thần. Vấn đề về tinh thần. Ví dụ như người ta quá lo lắng, người ta cũng bệnh. Người ta quá cay đắng, người ta cũng bệnh. Người ta quá hận thù, người ta cũng bệnh. Hoặc là người ta sống quá sợ hãi, người ta cũng bệnh. Người ta sống trong cái sự đè nén, bị ruồng bỏ, bị khinh chê, bị khinh bỉ, bị chà đạp trong tinh thần, người ta cũng bệnh. Tôi gọi đó là nguyên nhân tâm lý. Người ta bệnh. Như vậy thì đối với những cái căn bệnh mà xuất phát từ những nguyên nhân đó, thì chúng ta phải bắt đầu tiếp cận với người bệnh trong cái lúc cầu nguyện nó lại khác. Chúng ta lại chọn thay vì trước khi ra một mạng lệnh thì chúng ta hãy giải quyết cái vấn đề tâm lý cho người ta. Ví dụ như mình phải bảo người ta xin ra miệng mình sự tha thứ cho người nào đó. Phải nói ra miệng, đừng bao im im nói tôi tha thứ chung chung. Không, nói cụ thể chồng hay vợ tên gì,
khiến cho tội cay đắng, nói tên người đó ra và trước mặt Chúa dạy họ cách tha thứ, chỉ cho họ cách cầu nguyện tha thứ. Ví dụ họ bị những cái tràn đạt, bị lạm dụng, không ạ, trong quá khứ, trong tuổi thơ, hãy nói họ tuyên xưng ra tha thứ cho người lạm dụng mình, là tràn đạp mình trong quá khứ. Ở đây là cái nguyên nhân tâm lý, cho nên nhiều cái lắm, ví dụ sợ hãi, lo lắng, bất an, không ạ, mình phải dùng một vài lời của Chúa để kích lệ họ, rồi trước khi mình cầu nguyện, đó là cái cách. Đó. Cũng có thể sau đó mình xác định được một cái loại nguyên nhân nữa là nguyên nhân về di truyền. Nguyên nhân di truyền. Tại vì là mình hỏi người ta đó, anh Trinh thấy là nhận thấy là cha họ cũng bệnh căn bệnh này, mẹ họ, các anh các chị họ cũng bệnh căn bệnh này, đúng không? Rồi ông bà nội, ông bà ngoại của họ cũng có bệnh căn bệnh này. Ví dụ như cứ đến tuổi 30 là mắt bắt đầu mờ, ví dụ vậy. Và theo như y học tự nhiên thì người ta gọi này là di truyền, nhưng mà theo ngôn ngữ tâm linh ấy, thì mình mới hiểu đây là sự rủa xả xuyên thế hệ. Đó, mình phải xác định cho nó rõ, không ạ? Xác định cho nó rõ, xác định ngay từ ban đầu đây là tôi gọi là nguyên nhân di truyền. Và đối với cái sự rủa xả xuyên thế hệ này đó, thì mình chọn cái lời cầu nguyện gì? Ra một mạng lệnh để bẻ gãy quyền lực rủa xả. Trước khi họ được lành, rủa xả phải bị bẻ gãy ra. Nếu không bẻ gãy thì căn bệnh họ không cải thiện đâu, chắc chắn là không. Và anh em học biết cách rồi, còn những quyển sách rất là chi tiết dạy mình cách bẻ gãy sự rủa xả bởi quyền năng trong danh Chúa Giêsu. Thì mọi cái rủa xả xuyên thế hệ đó phải bị bẻ gãy và tha thứ. Sau đó thì những cái con quỷ mà nó đến để nó gây những căn bệnh qua sự rủa xả này cũng bị trục xuất, thì người ta sẽ được cải thiện. Đó, phải không ạ? Rồi, một cái nguyên nhân nữa cũng là nguyên nhân thuộc linh, đó là bệnh này là do tà linh. Bệnh này do tà linh trực tiếp, trực tiếp ở trong con người đó, ảnh hưởng của người đó, tác động của người đó gây lên tà linh. Ví dụ như người đó đã từng cầu hồn, người đó đã từng đi linh đồng, người đó đã từng đòi bắt nhang, người đó đã từng thờ phượng ma quỷ, người đó đã từng ở trong những tôn giáo sai lạc, người đó đã từng tập yoga, ngồi thiền, mở lung xa. Đó. Người đó đã từng làm những cái việc mà mở cửa cho tà linh, ví dụ như uống bùa, không ạ? Học bùa, học thất sơn thần quyền, học đánh võ. Đó. Tất cả những cái này đó đều mở cửa cho tà linh phiền não, tà linh ô uế, tà linh bạo lực bước vô và nó gây lên những căn bệnh. Đó. Có những người cứ đau đầu, có những người là bao tử cứ cứng ngắc, ăn cái gì vô là bao tử cứng ngắc, thì đó là có thể là tà linh. Mình phải điều tra nguyên nhân của họ không? Có những người cứ đau xương đau khớp, có những người tim cứ đập thình thịch, tà linh. Có những người là thận không làm việc, không lọc máu được, mặc dù là kiểm tra thấy không đến nỗi nhưng mà thận không lọc được, tà linh. Là những cái vấn đề đó có thể do tà linh, vì mình điều tra rồi mình biết họ đã có liên quan đến tà thần, thì ngay lúc này rồi mình trực tiếp mình ra một mạng lệnh, truyền lệnh cho con quỷ gây căn bệnh này phải rời đi, và anh em sẽ thấy được tác động của Đức Thánh Linh trên thân thể của họ, không ạ? Họ sẽ được cải thiện ngay tức thì. Trong hội thánh nhà muôn dân anh em thấy đó, có những người bệnh sắp chết, bệnh mà bác sĩ cứ nói là không thể nào cải thiện, tôi không thể chữa được anh nữa, không biết lý do tại sao anh bệnh như thế này, thì đa phần là tà linh ở trong đó, đa phần tà linh. Uống thuốc thì nó khỏi, mà hết uống thuốc rồi nó bệnh lại, đa phần tà linh ở đó, cứ lặp đi lặp lại không thể nào giải quyết được, tà linh. Thì mình ra lệnh một cái là người đó về là mấy ngày sau là cải thiện như mới lại, hoàn toàn tự do lại, không biết rõ ha, đó là cái điều mà mình thấy. Tuy nhiên đó, nó ngoài ba cái nguyên nhân mà rất là tâm linh này, nó còn có hai cái nguyên nhân rất là tự nhiên. Anh Trân đừng bao giờ loại bỏ cái nguyên nhân tự nhiên. Nguyên nhân tự nhiên là ví dụ như họ bị gãy xương, chấn thương, đau xương do tai nạn, do tai nạn bị xe đụng, thì đâu có thể nói quỷ mà gì đây, đúng không? Mình phải cầu nguyện theo nguyên nhân tự nhiên và Chúa có thể chữa lành. Chúa chữa lành cho họ, trật xương, trật khớp, Chúa chữa lành. Tôi đã từng cầu nguyện và cảm nhận được cái quyền năng này rồi. Cầu nguyện cho một người bị trật cái xương sống, thì cầu nguyện Đức Thánh Linh thăm viếng là anh ấy nghe một cái bức ở bên trong, nghe một tiếng cái rắc ở bên trong và mọi cái nó trở lại bình thường. Rất là quyền năng, anh chị em hãy để ý đến những cái lời cầu nguyện mà tác động bởi Đức Thánh Linh về những cái nguyên nhân tự nhiên, chứ không phải cái gì cũng ma quỷ, không có cái gì cũng cứ hướng về ma quỷ. Có nguyên nhân tự nhiên, họ bị chấn thương, họ lao động bị té ngã, họ ôm vật nặng, đúng không? Ôm hòn đá nặng quá liền đi, liên quan cái là xương họ bị tổn thương và Chúa có thể phục hồi trở lại, hoặc là có thể có những nguyên nhân khác nữa mà rất tự nhiên khiến cho họ bệnh, anh em cũng phải chú ý ha. Và vấn đề thứ cuối cùng, vấn đề thứ năm khiến cho họ bệnh mà mình chọn lựa cách cầu nguyện là không có liên quan gì đến ma quỷ hết, đó là do cái lối sống của họ. Cái lối sống, ví dụ như họ bỏ bê sự dạy dỗ của Kinh Thánh, họ sống này cái lối sống rất là buông tuồng, thức đêm thức hôm, không có thể bệnh, thức đêm thức hôm, toàn là cứ thức 1-2 giờ đêm thôi thì bắt đầu người cứ mơ mơ màng màng, sinh ra đau đầu nhức óc có,
rồi làm việc quá căng thẳng không chịu nghỉ ngơi, cũng có thể bệnh. Đó là ăn kiêng một cách nó không có đúng, ăn kiêng một cách nó sai cách có thể bệnh, rồi là tập thể dục một cách nó sai cách cũng có thể bệnh, hoặc là sống trong cái sự căng thẳng vì áp lực cuộc sống, áp lực cơm áo gạo tiền cũng có thể sinh ra những căn bệnh. Cái lối sống này đó nó nhiều lắm. Ví dụ như lâu đi làm việc mà không chịu có bảo hộ lao động, không chịu có khẩu trang trong môi trường bụi bặm thì tai mũi họng là chuyện bình thường. Tao đã từng cầu nguyện cho những người đó rồi, và tao nói là không có cần phải ma quỷ gì ở đây, đừng có nói ma quỷ gì, anh về anh đi lao động anh đeo khẩu trang là cho tao đó, không có ma quỷ gì, anh đeo khẩu trang anh bảo vệ anh là nó hết, thì Chúa có thể chữa lành ngày hôm nay cho anh. Nhưng mà nếu anh không thay đổi lối sống thì bệnh anh sẽ quay trở lại chuyện bình thường. Cho nên đó anh chị em ha, sau cái bước phỏng vấn thì mình xác định bệnh của người ta dựa vào năm cái mà tôi vừa trình bày, cũng có thể có những cái khác nữa, nhưng mà năm cái này là chủ yếu để chúng ta gì xác định cái cách mình cầu nguyện cho họ cho nó đúng đó, cách mình cầu nguyện cho họ nó đúng. Rồi thì bữa trước anh chị em cũng đã thấy tôi phân tích giữa cái cầu nguyện mệnh lệnh và cầu nguyện thỉnh cầu rồi. Phần lớn mình cầu nguyện chữa lành cho người bệnh á là mình cầu nguyện mệnh lệnh, tức là mình ra lệnh. Mình ra lệnh có nghĩa là gì? Mình hướng tới cái năng đề, mình hướng tới cái đối tượng khiến cho họ bệnh tật. Năng đề ở đây có thể là căn bệnh khối u, cái sự trật xương khớp, cái sự máu cao, tiểu đường. Mình ra lệnh cho những cái sự đó, mình ra lệnh cho những cái sai trật ở trong cơ thể của họ để cho nó được chuyển hóa lại. Cái này mình đừng có hiểu rằng có một số người nói rằng là mình là ai mà mình ra lệnh cho Chúa làm. Không phải mình ra lệnh cho Chúa, mình không ra lệnh cho Chúa, mình nhân danh Chúa mình ra lệnh cho cái vấn đề đó. Cho nên nhiều người hiểu lầm và chỉ trích những anh em trong ân tứ rằng là sao mà cứ ra lệnh cho Chúa. Không có ai ra lệnh cho Chúa đâu. Mình nhân danh Chúa Giêsu, tôi ra lệnh cho khối u này phải tan đi, tôi ra lệnh cho cái trật xương trật khớp này phải lường lại, tôi ra lệnh cho cái vấn đề cao máu huyết áp này phải trở lại bình thường. Anh chị hiểu không ạ? Phải hiểu phân biệt ha. Ra lệnh là ra lệnh cho cái vấn đề, hoặc ra lệnh cho con quỷ phải thuận phục mình, lời nói của mình trong danh Chúa Giêsu. Đó, phải phân biệt cho đó. Nhưng mà cũng có trường hợp mình sẽ phải sử dụng lời cầu nguyện thỉnh cầu. Thỉnh cầu có nghĩa là mình hướng cái lời cầu nguyện mình không phải với năng đề, không phải với con quỷ, mà hướng lên Chúa. Thì lúc đó mình sẽ nói: Chúa ơi, hãy tỏ cho con biết con phải làm gì. Thánh Linh ơi, hãy chỉ dẫn con. Thánh Linh ơi, hãy cho con một lời tri thức, cho con một lời khôn ngoan trong cái vấn đề này. Đó là lúc đó mình hướng về Chúa rồi, hướng về Chúa để mình xin sự dẫn dắt và sự hỗ trợ của Chúa trong lúc mình cầu nguyện cho người bệnh. Lần này thì hoàn toàn mình không có ra lệnh gì hết nha, hãy nhớ phân biệt như thế, không có ra lệnh gì hết mà là cầu xin. Nhưng mà xin này không phải là Chúa ơi hãy chữa lành người ta, anh em phải nhớ chỗ đó nha. Không có xin cái gì đó, vì cái việc này Chúa đã làm rồi. Mình xin là sai cách, mình đừng xin cái điều Chúa đã làm rồi. Chúa nói rằng bởi lần roi của ta chịu mà các con đã lành bệnh. Chúa giải quyết cái vấn đề bệnh tật của con người trên thập tự giá một lần và xong rồi. Cho nên ngày hôm nay nếu mà mình nói Chúa ơi hãy cầu xin Chúa hãy chữa lành người này, có nghĩa là mình đang nói với Chúa hãy làm cái điều mà Chúa đã làm rồi. Anh em hiểu cái điều này nó mâu thuẫn lắm, đừng bao giờ làm. Anh em đọc cả kinh thánh Tân Ước đi, không bao giờ có một lời cầu xin ở Chúa ơi chữa lành cho người này trong Tân Ước, không có. Tìm đi không thấy, không bao giờ thấy, không bao giờ thấy. Đã cầu xin chữa lành là phải dùng mệnh lệnh với năng đề, mệnh lệnh với ma quỷ, mệnh lệnh với cái thứ mà gây nên cái nguyên nhân bệnh tật đó, hoặc mệnh lệnh với chính căn bệnh đó. Nhân danh Chúa Giêsu trong sức nào, vì tôi và bạn cho em được Chúa ban cho cái thẩm quyền đó, thẩm quyền đã có rồi, và Chúa Giêsu đã làm mọi điều rồi, xong trên thập tự giá rồi, để cho người đó hoàn toàn có cơ hội nhận lãnh sự chữa lành, làm xong rồi. Cho nên ngày hôm nay đó, nếu chúng ta cứ cầu nguyện lấy Chúa chữa lành người này thì lại cầu nguyện đó cực kỳ sai cách. Có một cái thống kê anh chị em, có một cái thống kê của một cái ông kia, ông thống kê ông quan sát và ông đi hỏi ở những cái hội thánh mà cầu nguyện cho người bệnh theo cái kiểu là cứ đưa nhu cầu lên tờ giấy và cầm tờ giấy đọc và nói: Chúa ơi, xin Chúa chữa lành cho người A này, anh ấy bệnh ung thư. Lạy Chúa, xin Chúa chữa lành cho anh Nguyễn Văn B, anh ấy đang bị nhức đầu. Lạy Chúa, xin Chúa chữa lành cho anh, cho chị Nguyễn Văn C, vì chị ấy đang bị tiểu đường. Lạy Chúa, xin Chúa chữa lành cho người này người kia vì anh ấy bị này nè. Thì người ta thống kê là hầu như rất ít phép lạ chữa lành xảy ra, chưa tới 1%, chưa tới. Và có những cái nhu cầu cầu nguyện cả năm anh thấy những nhất trị ra nếu họ cầu nguyện theo kiểu đó. Anh em có thấy những điều này trong một vài hội thánh không? Và anh em có thấy phép lạ gì xảy ra không? Có. Nhưng mà người ta cũng đi thống kê và người ta thấy ở những hội thánh mà họ cầu nguyện một cách mạnh mẽ, kiên quyết, bởi đức tin theo những mệnh lệnh ưu như tăng ước, thì sự chữa lành gia tăng đột biến, đột biến luôn. Hầu như là người ta nhận được sự chữa lành và làm chứng rất nhiều trong những hội thánh đó. Đó, tôi muốn nói vậy để cho anh chị em, khích lệ anh chị em, để anh chị em biết được
không phải là mình quá khích, nhưng mà mình làm đúng Kinh Thánh. Khi mình cầu nguyện đúng Kinh Thánh, đúng lời Chúa, thì phép lạ xảy ra. Và anh em hãy chú ý ha. Rồi, sau khi mình đã xác định được thể loại bệnh, biết được cách cầu nguyện rồi, thì bây giờ mình thực hành cầu nguyện. Bước thứ 3 trong 5 bước ha. Mình học 2 bước rồi, bây giờ bước thứ 3 là thực hành cầu nguyện hiệu quả. Thực hành. Vậy thì trong lúc thực hành cầu nguyện, tôi muốn nói cho anh chị em một vài điều như sau. Cầu nguyện không phải là nói lời trấn an người ta. Không phải đâu. Không phải mình nói những cái lời bay bổng. Mình nói là ô, xin Chúa đến an ủi anh. Xin Chúa là đấng quyền năng, đấng đầy lòng thương xót, chắc chắn là đấng sẽ đến an ủi anh, sẽ anh không còn cảm thấy đau đớn. Không phải cầu nguyện chỉ là không phải cái kiểu đó. Không có trấn an tâm lý. Không phải nha. Và cầu nguyện chữa lành cũng không phải là nói những cái lời dễ nghe cho cái người kia nghe cảm thấy được đồng cảm, được cảm thấy có người đồng hành cùng mình. Không phải nha, hãy phân biệt chỗ đó. Không có đâu, không phải như vậy. Và cầu nguyện chữa lành cũng không phải là lúc mình giảng cho họ một bài giảng về chữa lành, có người là sai lầm chỗ đó. Họ đang đau đớn, họ đang cần cầu nguyện chữa lành thì đứng giảng gì mà giảng từ đầu đến cuối, giảng gì mà 45 phút người kia nghe mà còn như mới buồn ngủ luôn. Có người phạm sai lầm chỗ đó. Cho nên tôi nói cho anh hãy chú ý ha, không phải trấn an, không phải nói lời an ủi đồng hành tâm lý, cũng không phải là lúc giảng luận. Không phải. Cầu nguyện là lúc mình nói trực tiếp với năng đề và chờ đợi, mong đợi sự chữa lành, phép lạ xảy ra lúc đó. Anh em hiểu không? Ghi nhớ điều này nha. Cầu nguyện hiệu quả là gì? Nói trực tiếp, nói thẳng thừng với con quỷ, nói thẳng thừng với năng đề mà anh em đã biết rồi đó. Nói trực tiếp theo sự mặc khải dẫn dắt của Thánh Linh, và ngay lập tức trong lòng mình chờ đợi phép lạ xảy ra tức thì. Không có phải chờ đợi ngày sau, 5 ngày sau, 7 ngày sau, không. Tức thì lúc đó. Còn cái chuyện Chúa làm như thế nào tính sau. Ok chưa? Một đức tin xác quyết. Một đức tin xác quyết. Ra một mạng lệnh với một đức tin xác quyết. Anh em nói, tiểu đường hãy lên đi. Bệnh thận ta ra lệnh để lên đi. Thận hãy được phục hồi đi. Gan được phục hồi đi. Bao tử được phục hồi đi. Xương khớp được phục hồi đi. Trong dân cơ sư ta bảo mày lên đi. Lên đi ngay tức thì. Con quỷ kia ta ra lệnh mày đi ra. Lập tức đi ra. Anh em hãy nói những lời như vậy đó. Nói những lời đây xác quyết cho người bệnh nghe và họ cộng tác nha, chứ không phải là yếu đuối, không phải nói ít lời mà nói yếu siêu như thế, nó không có giải quyết được vấn đề. Rồi đây là lúc mình cầu nguyện, và trong lúc mình cầu nguyện như vậy bắt đầu mình để ý người ta. Anh em hiểu không? Đừng có nhắm con mắt. Tôi thấy một số người là cầu nguyện cho người bệnh hai mắt nhắm nghiền, không có đúng. Anh em nhắm nghiền như thế rất nguy hiểm nha. Lỡ con quỷ trong người kia nó nổi dậy, nó đấm anh em một phát vô mặt thì tính sao? Cầu nguyện cho người bệnh là phải mở mắt quan sát. Đây là một chỗ mà tôi lưu ý anh chị. Có một số người quen cái kiểu cầu nguyện rồi, cho nên là cứ đứng trước mặt người ta, đặt tay người ta, mắt nhắm nghiền lại bắt đầu nói. Đáng đời không biết cái gì xảy ra. Không, hãy quan sát. Quan sát cái gì? Quan sát cái biểu hiện trên thân thể người ta. Biểu hiện trên thân thể người ta. Có thể có người tốt mồ hôi, có người bắt đầu rung lắc nha anh chị. Có người bắt đầu là mặt mày họ đỏ lên, có người bắt đầu họ chảy nước mắt, có người có thể là họ liễn xỉu. Bởi vì là cầu nguyện quyền năng của mình và Đức Thánh Linh tác động mà, cho nên những điều đó nó xảy ra. Không à, có thể là cảm thấy tay chân họ co giật, những chỗ đau của họ bắt đầu nhúc nhích, có thể lắm. Cũng có thể họ nói mà ôi điều gì đang xảy ra, có thể họ la hả hét, có thể có quỷ ma có thể xuất hiện, họ có thể lo quá khạc nhỏ, họ có thể cảm thấy là bắt đầu họ trụ trương mắt lên và ngã mặt ra. Nhiều điều có thể xảy ra đằng sau mạnh lạnh bởi đức tin của anh chị. Nhưng tôi muốn kết luận cho em là hãy quan sát, đừng nhắm mắt, được chưa? Quan sát. Và cái điểm này rất đặc biệt nè, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm cho anh chị em. Bất cứ một điều nhỏ gì đang xảy ra trên người, trên bệnh nhân, hãy bắt đầu cảm ơn Chúa. Đúng không? Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài chạm người này. Cảm ơn Ngài Chúa ơi, vì Ngài bắt đầu tác động người này. Con cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa ơi, con biết Ngài bắt thắng, Chúa ơi. Ngài có duyên trên ma quỷ, Chúa, Ngài có duyên trên bệnh tật. Cảm ơn Chúa, tôi với Ngài trong lúc Ngài làm những việc đó trên thân thể người ta. Khi làm thân vinh Chúa, anh em dân vinh hiển cho Chúa. Và anh em nói cho người bệnh biết rằng không phải anh em chữa lành người ta, mà đánh Đức Thánh Linh đang chữa lành người ta. Bằng cách anh em cảm tạ Chúa mà. Anh em cảm tạ Chúa chứ đâu anh em nói với người ta đó, anh em thấy chưa, tôi chữa lành cho anh. Anh em đang nói điều đó, anh em hãy nói cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài chữa lành cho họ. Chúa ơi, con đời khen Ngài. Bằng cách đó anh em đang đi đúng hướng. Anh em đang đi đúng hướng. Và cái người bệnh người ta cũng có đức tin đúng hướng. Đó là đức tin vào Chúa Giêsu. Chúa là trên hết, Chúa là trung tâm. Trong sự chữa lành, thần Chúa là trung tâm. Ngài làm, Ngài cùng anh chị em làm. Nghe chưa? Ha, tâm tôi nhắc lại nha. Khi có một điều gì xảy ra, dù rất nhỏ, thì cần tạ ơn Chúa ngay và luôn. Ngay và luôn. Đừng để chờ đợi gì hết đó. Đó là đức tin. Rồi, điểm lưu ý thứ hai tôi chia sẻ kinh nghiệm cho anh em.
trong cái lúc mình cầu nguyện cho người ta đó, mình ra nhiều mệnh lệnh, rất nhiều mệnh lệnh, đúng không? Tôi mệnh lệnh thân anh này phục hồi, gan anh này phục hồi, tôi ra lệnh cho tiền đình của anh phải chấm dứt, mình đau đau của anh chấm dứt, tà linh lo lắng, tà linh phiền não, tà linh u ấy hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu, ok chưa? Rồi tôi kinh nghiệm chia sẻ kinh nghiệm cho em, đừng nói nhanh quá trong mỗi mệnh lệnh, mỗi mệnh lệnh anh cho em nói hãy ngừng lại một vài giây quan sát, ngừng lại một vài giây quan sát, cái mệnh lệnh nào của anh chị em mà đem lại sự tác động tức thì trên thân thể của người ta qua những biểu hiện như là toát mồ hôi, nóng, co giật ngã xuống, nôn ói la hét, anh chị em hãy tiếp tục mạng lệnh đó trong danh Chúa Giêsu. Anh em ghi nhớ điều này cho tao nha, đây là kinh nghiệm, bởi vì đó là hiệu quả, đó là đang hiệu quả, cái điều anh chị em đang ra lệnh đó đang có tác động thì anh chị em tiếp tục nhân danh Chúa Giêsu tập trung lệnh mày rời đi con quỷ kia, nhân danh Chúa Giêsu tập trung lệnh mày phải ra khỏi đi, tiếp tục cái điều đó. Nếu anh chị em truyền lệnh cho một con quỷ mà nó đang lộn lạo trong người ta, tiếp tục đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ ngừng lại, đừng bao giờ gọi là vô tín, tiếp tục trong danh Chúa Giêsu hành hạ nó. Tôi khích lệ anh chị em, mỗi lần anh chị em nhân danh Chúa Giêsu ra lệnh thì mang về mà con quỷ nó đau đớn, anh em đã tin điều đó, trong thế giới linh nó đau đớn y như là ai lấy roi dần đó. Anh em, tôi muốn đưa lên một cái hình ảnh cho nên dễ hiểu trong cái vấn đề giải cứu và chữa lành. Nếu bệnh từ con quỷ, anh chị nhân danh Chúa Giêsu ra lệnh cho con quỷ nó đi, vật người bệnh bắt đầu nhúc nhích, anh em biết rồi đó, mày thả mặt ở đây, mà anh em tiếp tục nhân danh Chúa Giêsu, anh em ra lệnh tao trong danh Giêsu, tao trói buộc mày trong danh Giêsu, tao quá trách mày. Trong khi anh nói những lời đó thì trong thế giới linh con quỷ đó đang bị đè xuống và đánh đòn đó. Anh em ra một mạng lệnh là nó đang bị đánh đòn, tiếp tục mạng lệnh nó bị đánh đòn tiếp, tiếp tục mạng lệnh nó bị đánh đòn tiếp, nó đánh như tử, con quỷ bị đánh như tử, đánh linh mỏ ra hết, nó tao sợ quá chịu không nổi, nóng quá chịu không được, và nó phải đi. Anh em hiểu không ạ? Đó là cách mà ma quỷ bị hành hạ bởi danh Chúa Giêsu. Những người non kinh nghiệm á không biết cái này, cho nên ra lệnh đang lần hai lần à, và tưởng đâu xong, không xong đâu, con quỷ nó vẫn còn ở trong đó, nó nằm yên rồi á. Cho nên ra lệnh tiếp tục thì nó nổi xung lên, con quỷ nó nổi xung lên, vì nó bị đánh mà, nó bị hành mà, nó bị làm nhiều thứ mà, cho nên nó phải trục xuất đi. Rồi kể cả cái bệnh cũng vậy, trên khoảng của ma quỷ, anh em càng ra lệnh càng nhiều thì căn bệnh người ta càng cảm nhận được cải thiện, cơn đau người ta bắt đầu giảm xuống. Đó là lý do, nó giống như tương tự á, tao nói anh chị em dễ hiểu, rất dễ hiểu. Ví dụ như anh chị em đứng trước một cái hòn đá nhỏ nặng có 5kg thôi, anh em vác cái búa tạ, anh em đập 3 lần thì hòn đá tan nát hết thành như cám, đúng không? Nhưng anh em thử đứng trước cái hòn đá nó nặng 500kg bự như là một cái lu, tôi nói anh em đập 3 lần mà nó vỡ, anh em phải đập đôi khi cả 100 lần nó mới vỡ, có đúng không? Thì như vậy bệnh tật cũng vậy, có những căn bệnh nó có quyền lực nhỏ, nhưng có những căn bệnh nó có quyền lực lớn, giống như những căn bệnh ung thư, những khối u, những căn bệnh mà cố hữu lâu ngày, tôi ví nó như hòn đá rất lớn đó. Nó đau đớn trong người ta à, thì những lúc đó anh chị em đừng ra lệnh một lần, anh chị em nhân danh Chúa Giêsu ra lệnh 10 lần cho tôi, 20 lần cho tôi, 50 lần cho tôi, và anh em sẽ thấy người ta cải thiện, anh em sẽ thấy cơn đau tôi giờ biến mất, nó giảm rồi hết rồi. Càng ra lệnh cơn đau càng giảm, càng ra lệnh người ta càng được cải thiện. Tại sao? Anh em đang dùng búa đập vào năng đề, anh em nhớ câu chuyện mà Chúa nói trong Mát chương 11 không? Người có lòng tin trong lòng ra lệnh cho hòn núi này nhất mình lăn xuống biển, nó phải vâng lời ra lệnh. Anh em nhớ câu chuyện của ông vua Israel với lại tiên tri Elise phải không ạ? Nhớ câu chuyện đó ông này đến thăm Elise, lúc ông Elise bị bệnh, ông sắp về với Chúa, thì ông Elise nói với ông vị vua này lấy cái cung ra nhắm bắn, bắn đi, bắn về hướng kẻ thù, thì Đức Giê-hô-va phán là kẻ thù bị bắn nha. Bắn xong rồi ông Elise bảo vua cầm mũi tên đập xuống đất, đập đi, đập nè. Ông vua đập 3 lần ngừng lại, anh em nhớ câu chuyện đó, đập 3 lần ngừng lại. Và ông Elise nói ông giận quá, sao vua đập cái 3 lần không hay, chưa được, kẻ thù chưa tận diệt được, dễ quá. Nếu mà vua đập 6-7 lần thì vua đã đánh tan nát chúng ta rồi, đúng không? Anh em nhớ cái chỗ đó, chi tiết nào? Cũng như vậy trong bệnh tật, anh em cầu nguyện nhân danh Chúa, hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa, hết lòng ra lệnh nhân danh Chúa, 10 lần, 20 lần, 30 lần, 70 lần mà kẻ thù bị đánh tan nát rồi. Không phải vô tín đâu, không phải mình ra lệnh nhiều lần là vô tín đâu, không, mình đang trong trận chiến thuộc linh, mình đang đánh nhau với kẻ thù, mình đang đánh nhau với quyền lực, mình đang nhân danh Chúa Giêsu giúp đỡ người ta. Cho nên anh em hãy nhớ chi tiết đó ha. Rồi cầu nguyện như vậy đó. Và có một cái chi tiết rất là quan trọng mà tôi muốn nói nhân tiện ở đây là trong Mát chương 8 câu 22 đến 25, anh em nhớ câu chuyện Chúa Giêsu
Chúa Giêsu chữa lành cho một người mù, phải không ạ? Đây là câu chuyện rất là quyền năng. Câu 22 đến 25, tôi đọc anh chị nghe. Chương 8 câu 22 đến 25. Kế đó Đức Chúa Giêsu và môn đồ đến làng Bethsaida. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. Ngài bèn nắm tay người mù, dẫn ra hàng ngồi làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay lên người và hỏi: có thấy chưa không? Người mù ngó lên rồi thưa rằng: tôi thấy người ta, và nhìn họ đi giống như cái cây. Rồi Đức Chúa Giêsu lại đặt tay lên mắt người, người nhìn xem được sáng mắt, thấy rõ ràng cả thảy. Đức Chúa Giêsu khiến người về nhà và truyền rằng: đừng trở vào trong làng. Đó, anh em thấy câu chuyện này ha. Câu chuyện này tôi cảm ơn Chúa rất nhiều về câu chuyện này. Nó cho chúng ta một cái cách mà Chúa Giêsu cầu nguyện, và nó giải tỏa được rất nhiều câu hỏi trong lòng của nhiều người khi thực hành chức vụ chữa lành. Câu hỏi đó là: mình có nên cầu nguyện lại cho người ta không? Đúng rồi. Cho nên bước sang một thứ tư, tôi chia sẻ cái này, bước sang một thứ tư là đôi khi mình phải dừng lại và phải hỏi người ta tiếp rồi mình cầu nguyện tiếp. Đừng cầu nguyện một hơi, hay là đừng cầu nguyện một hơi, nhưng mà đôi khi có những lúc mình phải dừng lại. Mình dừng lại lúc nào nè? Lúc nào thì mình dừng lại? Mình dừng lại khi thứ nhất là mình thấy rằng là sau một số những cái mạng lệnh mình đi ra mà không thấy một cái biểu hiện gì trên cái người đó. Đó, không thấy một cái biểu hiện gì cả, mình phải dừng lại, mình đừng có tiếp tục, đừng có cố gắng nỗ lực gồng mình đổ mồ hôi để cố gắng làm một cái gì đó cho nó xảy ra. Tôi nói anh trên nè, nhiều người phạm sai lầm chỗ này. Cái nỗ lực xác thịt của mình, ví dụ như hò hét la lối, nó không làm cho những điều thuộc linh xảy ra đâu. Chắc chắn là không đâu. Những điều thuộc linh chỉ xảy ra khi Đức Thánh Linh tác động. Còn mình hò, mình hét, mình la lên, mình nhảy, mình múa, mệt sức thôi, nó không có giải quyết được vấn đề. Rồi, như vậy thì sao? Đôi khi mình cũng phải biết dừng lại nửa chừng để mình tái phỏng vấn người ta. Nếu như sau một thời gian mình cầu nguyện mà mình không thấy gì xảy ra, hoặc là trường hợp nữa là xảy ra nhưng mà nó không hoàn toàn, người ta nói là mới có 20% cải thiện à, chút à, thì mình phải dừng lại, mình hỏi người ta, mình phỏng vấn người ta một số điều trước khi mình tiếp tục cầu nguyện. Giống như Chúa nè, Chúa nhổ nước miếng, Chúa bê lên người mù, cái đặt tay lên, sau đó thì có lẽ là thì Chúa thấy sao mà gan này chưa sáng hẳn. Chứ người sáng hẳn là biết ngay cái gì, người sáng hẳn là người ta la lên liền, cái gì giống là người mù Bartimê, anh chị em thấy không? Sáng một lần là người ta la lên liền, chạy theo Chúa liền. Nhưng mà anh này là anh thấy sao mà cứ lờ khờ, Chúa hỏi ngay, Chúa hỏi ngay, anh thấy gì chưa? Nhiều người bảo là sao lại cái lẽ Chúa vô tín à, sao mà hỏi người ta thấy chưa, thấy cái gì chưa? Đôi khi mình sợ hỏi người ta bởi vì mình sợ rằng là hỏi là sợ nó vô tín. Nhưng mà không đâu, không có gì vô tín hết á. Mình phỏng vấn người ta để xem người ta cải thiện cái gì chứ, đây mình đang chữa lành mà. Mình chữa lành thì mình phải hỏi người ta lành chưa, bao nhiêu phần trăm, chứ có gì đâu vô tín. Mình đang khai phóng đức tin và mình nhờ cậy Thánh Linh tác động vào người ta để người ta được lành. Cái này là rất tự nhiên, chứ không phải là mình vận hành đức tin theo kiểu là tôi tin anh được lành, tôi tin xác với được lành, tin theo kiểu đầu óc. Không, mà không có gì cải thiện cả, đó không phải đức tin. Đừng yên tâm đi, mình cứ hỏi người ta. Tại trong nhà môn dân tôi cũng hay hỏi người ta, tôi cầu nguyện hỏi người ta: anh chị cảm nhận được gì chưa? Anh chị cảm nhận gì khi tôi cầu nguyện? Hỏi người ta bình thường không có gì cả, người ta sẽ trả lời cho mình. Có người thì nói là tôi chả cảm nhận được gì cả. Có người nói tôi thấy nóng sống lưng. Có người nói tôi thấy cơn đau nó giảm. Tuyệt vời. Anh em hãy bắt chước Chúa Giêsu. Nếu mà thấy vấn đề Chúa dẫn dắt mình, cứ ngừng lại phỏng vấn người ta. Đôi khi mình lại hỏi tiếp một số những câu hỏi mà Đức Thánh Linh dẫn dắt, đúng không? Ví dụ như là anh em hỏi: tôi cảm nhận là anh em, tôi thấy anh chị có xích mích với người nào không? Anh chị có tha thứ chưa? Đó, đôi khi có thể Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt điều đó. Tôi cảm nhận là anh chị còn một cái điều gì đó khúc mắc trong lòng. Cho nên cái lúc mà mình dừng lại phỏng vấn là lúc mình lắng nghe sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Giống như bữa trước Chủ nhật vừa rồi tôi có cầu nguyện cho một người anh em đó. Anh này cũng cầu nguyện mấy lần rồi, nhưng bữa trước Chủ nhật tôi đến, tôi vừa đặt tay lên anh thì tôi cầu nguyện được một chút thôi, khoảng một phút thôi, thì tôi cảm nhận là Chúa bảo tôi dừng lại. Và tôi nói anh liền, tôi nói là tôi cảm nhận là có cái sự xích mích trong quá khứ, trong đời sống anh, nhưng mà anh vẫn đang giữ nó trong lòng, cho nên anh cứ cầu nguyện mà anh không thấy cải thiện. Và rõ ràng anh ấy gật đầu liền, phải gật đầu, đúng, gật đầu. Và tôi chỉ nói là anh về anh giải quyết cái xích mích ở đây, anh giải tỏa khỏi tấm lòng anh đi, thì bệnh anh được cải thiện. Ok, vậy đó. Đôi khi mình dừng lại, lắng nghe Chúa dẫn dắt, đừng cố gắng nỗ lực, đừng bao giờ cứ la hét mà không chịu nghe Chúa nói cái gì. Cho nên hai cái này rất là quan trọng.
Cho nên bước thứ tư trong cái bước cầu nguyện cho người bệnh là dừng lại, dừng lại và lắng nghe Chúa, dừng lại phỏng vấn người ta, dừng lại tiếp tục hỏi người ta, hỏi người ta đó, trong cái cách mình cầu nguyện rất là quan trọng đó. Cái điều này là điều mà nhiều người ít khi làm, bởi vì người ta sợ rằng là mình gieo cái sự vô tín vào cái người kia, không có điều gì xảy ra, không ạ, điều gì xảy ra. Cho nên cái này không phải đâu, chị em đừng có sợ, đừng có sợ, phải tin rằng Chúa Thánh Linh đang dẫn dắt mình trong lúc mình cầu nguyện cho người bệnh. Hãy tin điều đó, nên phải tin xác quyết như thế, chứ đừng có sợ, không ạ, không sao cả. Mình ngừng lại, mình lắng nghe Chúa dẫn dắt, ngừng lại để lắng nghe cái điều mà mình cần phải làm tiếp theo. Bạn có thể, anh chị em mình có thể hỏi chứ, có thể hỏi những câu hỏi. Ví dụ như là mình thấy người ta chưa cải thiện gì, mình có thể hỏi đúng không? Ví dụ như anh chị ơi, hãy thử nhớ lại đi, nhớ lại một bất cứ một cái sự kiện quan trọng nào mà nó xảy ra để dẫn anh chị đến cái căn bệnh này, thử nhớ đi. Có thể mình phỏng vấn lại trong cái lúc đó, biết đâu lúc cầu nguyện Chúa Thánh Linh nhắc họ nhớ sao, còn cái lúc bình thường họ không nhớ, mình có thể ha. Rồi mình có thể phỏng vấn lại nữa một lần nữa, mặc dù họ nói rằng là chỉ có mình họ bệnh thôi, nhưng mà mình có thể được Đức Thánh Linh dẫn dắt là anh chị nhớ đi, có thành viên nào trong gia đình của anh chị bị căn bệnh này không, biết đâu được cái lúc mình cầu nguyện đó Chúa Thánh Linh nhắc họ và họ nói ô đúng có ông chú tôi bệnh cái bệnh này, là mình lúc đó mình lần ra một vài cái manh mối tiếp theo. Anh chị mấy bữa dừng lại, đừng bao giờ thấy sự không cải thiện mà mình cứ cố gắng nỗ lực tiếp tục la hét, tiếp tục kêu gào, đừng dừng lại phỏng vấn cầu nguyện, không ạ. Hoặc là mình có thể hỏi những câu hỏi tiếp theo nữa là bằng cách mình tham gia vào những cái tổ chức huyền bí nào hay là những cái tổ chức của Satan nào không, nhớ lại đi, biết đâu được lúc đó Chúa Thánh Linh nhắc họ, lúc họ đang học phổ thông, lúc họ đang học trong đại học, lúc họ đang họ đã từng được mời đến một cái tổ chức nào đó mang tính huyền bí, mang tính ma thuật mà họ quên, đúng không, họ quên lúc phỏng vấn đầu tiên họ không nhớ, nhưng mà ngay lúc mình cầu nguyện đó Chúa Thánh Linh nhắc cho họ nhớ. Cho nên cái sự hỏi lại một lần nữa nó rất là quan trọng anh chị, bởi vì lúc đó là mình hỏi trong dòng chảy của Đức Thánh Linh, mình hỏi trong sự tác động của Đức Thánh Linh, mình hỏi trong cái sự mà thâm viếng của Đức Thánh Linh, thì mình sẽ có rất là nhiều cái cơ hội để mình giúp đỡ người ta tiếp tục. Ok anh em chưa? Rồi đây là bước thứ tư tôi chia sẻ trong 5 bước cầu nguyện mà, phải không ạ? 5 bước giúp đỡ người bệnh mà. Bước thứ tư là gì? Dừng lại nếu mình không thấy sự cải thiện ít, không có sự tác động nào của Đức Thánh Linh trên người ta, không có những biểu hiện rõ ràng nào trên người ta trong lúc mình cầu nguyện, thì phải dừng lại và tái phỏng vấn lúc đó, giống như Chúa Thánh Linh nói với mình điều gì về cái người đang đối diện, tìm kiếm những lời tri thức, những lời khôn ngon để nói và vạch ra một vài cái nguyên nhân tiếp theo. Rồi khi Chúa bày tỏ, Chúa cho mình một số manh mối, Chúa cho mình một số những ý tưởng qua mình, qua Thánh Linh hoặc qua cái người bệnh, thì mình làm gì? Tiếp tục cầu nguyện, tức là lặp lại cái bước thứ ba là cầu nguyện hiệu quả, lặp lại một lần nữa giống Chúa Giêsu nữa. Ngài làm gì? Ngài đặt tay lên anh mê một lần nữa, có đúng không? Ngài đặt tay lên anh mê một lần nữa, và lần đặt tay thứ hai này của Chúa thì anh em thấy chưa, người anh mê sáng sáng mắt hoàn toàn, sáng mắt hoàn toàn, lạ chưa? Cho nên đôi khi á, có những bệnh nhân không phải cầu nguyện một lần đâu, mà phải cầu nguyện nhiều lần. Và tôi để ý trong hội thánh nhà muôn dân á, có những người đến hội thánh 7 lần thì bệnh hết, có những người đến 5 lần, 3 lần thì họ lên làm chứng là bệnh hết. Họ đến lần thứ nhất họ được cải thiện về một vài điều, họ đến lần thứ hai họ được cải thiện một vài điều, họ đến lần thứ ba cải thiện một vài điều, đến lần thứ năm, thứ sáu, thứ bảy bệnh dứt hoàn toàn. Đây là những lời chứng rất là thật ở trong hội thánh mà tôi muốn chia sẻ cho anh em. Cho nên có những vấn đề của người bệnh, anh chị đừng bao giờ nản chí. Khi em cầu nguyện một lần này mà chưa được thì anh em đừng nói với người ta là chắc Chúa không muốn chữa lành anh, đừng nói thế. Có một số người nói là thôi đây là ý Chúa, không có ý Chúa gì đâu đó, ý Chúa là muốn chữa lành người ta. Tôi muốn anh chị xác với điều đó, ý Chúa là muốn người ta được khỏe, ý Chúa là muốn người ta được phục hồi. Giống như bữa trước tôi đã chia sẻ cho anh em đó, có người nói rằng là Chúa đem bệnh để cho người ta chết, người ta đi về thiên đàng với Chúa. Còn có người còn nói với tôi là Chúa bẻ chân tôi để tôi đừng đi hầu việc Ngài theo ý riêng. Chúa nào làm những cái việc gì mà kỳ cục vậy? Có người nói vậy đó, có người nói với tôi là tôi tin là Chúa bẻ chân bẻ tay rồi Chúa gieo ung thư để cho tôi nhanh về thiên đàng. Anh chị không phải đâu, đừng tin những điều đó, đừng tin những điều đó. Hoặc là anh chị đôi khi có cái cám dỗ, anh chị cầu nguyện cho người lớn tuổi đúng không, cầu nguyện cho người 90 tuổi, 100 tuổi đang bị bệnh, bắt đầu anh em tới cám dỗ người, hay chắc là Chúa muốn người này chết, bệnh chết, bệnh này chết thôi, đừng cầu nguyện nữa, đừng mắc lừa. Tôi nói với anh chị nè, ý muốn của Chúa là Chúa muốn đem con cái của Ngài về trong sự bình an khỏe mạnh, cho dù họ 100 tuổi, cho dù họ 120, cho dù họ 80, 90, cho dù họ bất cứ trong hoàn cảnh nào,
Chúa muốn đem họ về với Ngài trong một thân thể khỏe mạnh và không đau đớn. Anh em hãy tin xác quyết điều đó giúp tôi cái này. Đừng bao giờ bị cám dỗ rằng Chúa gieo bệnh tật để làm chết một ai đó trở về về với Ngài. Không có đâu. Đừng tin điều đó. Cho nên tôi nói với anh chị em rằng nếu đang công nguyện lần thứ nhất chưa được cải thiện, anh em hãy khích lệ người ta đến lần thứ hai nữa đấy. Đến đi, đến hội thánh đi, đến chúng tôi đi, tôi sẽ cầu nguyện lại. Ok chưa? Nếu mà cầu nguyện phỏng vấn lại mà không cải thiện hay cải thiện ít, đừng nản chí, hãy nói với người ta tiếp tục Chúa đang làm việc gì đó trong lòng anh chị đó, hãy đến lại lần thứ hai đi, chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho anh. Đó là cái chỗ mà rất quan trọng. Rồi bước cuối cùng trong cái phương cầu nguyện thì làm thế nào mình biết là khi nào mình ngừng cầu nguyện đây, đúng không? Phải có lúc ngưng chứ. Anh em cầu nguyện cho một người nên phải biết cái thời điểm mình bắt đầu và biết thời điểm mình ngưng, chứ không lẽ mình cầu nguyện từ sáng đến chiều, đúng chưa? Không lẽ mình cầu nguyện từ sáng đến khuya, qua ngày, hai ba ngày không ngưng. Cho nên mình cũng phải biết lúc bắt đầu và biết lúc ngưng. Vậy thì ngưng khi nào? Mình ngưng lại khi người đó đã được chữa lành hoàn toàn, được giải cứu hoàn toàn, đúng không? Con quỷ đã xuất ra, con quỷ xuất đi rồi, người đã tỉnh lại rồi, người đó bắt đầu có ý thức lại rồi, thường là như vậy ha. Thì mình ngưng, mình công bố sự tự do, mình công bố sự chữa lành, mình cảm ơn Chúa và người đó được chữa lành hoàn toàn, được thoải mái hoàn toàn, công bố rồi ngưng, đừng cầu nguyện nữa, đúng chưa? Hoặc là mình ngưng khi cái người đó đó muốn mình ngưng. Anh em hiểu không ạ? Chứ sao nữa, người đó nói bây giờ tôi mệt quá, tôi muốn cầu nguyện nữa thì mình ngưng. Đó là trường hợp thứ hai, anh em chú ý ha. Có một số người là người ta không thể chịu cầu nguyện lâu được, người ta nói là cầu nguyện cho tôi như vậy đủ rồi, thôi tôi muốn ngưng, anh thì mình ngưng. Tôn trọng người ta, đừng bao giờ bắt ép. Tôi nói cho anh là đừng bắt ép người ta, đừng bao giờ là nói anh phải ngồi đây để tôi cầu nguyện cho đến khi thế này, khi thế nào, khi cái trong khi là người ta không muốn anh cho em cầu nguyện nữa, phí sức, đúng chưa? Người ta muốn ngưng cứ để cho người ta ngưng, không sao hết trơn á. Rồi thứ ba là mình ngưng khi nào? Khi Chúa Thánh Linh cho trong lòng anh chị em một dấu hiệu là anh chị em cần phải ngưng lại, không còn cảm động nữa, thì phải vâng phục Thánh Linh, vì Thánh Linh biết mọi điều, Thánh Linh biết tất cả mọi sự, cái gì tốt nhất phải ngưng. Điểm tiếp theo, anh chị em sẽ ngưng khi mà anh chị em không còn một giải pháp nào khác để giúp người ta. Anh em tư vấn hỏi các kiểu cầu nguyện các kiểu mà không có gì giúp nhất hết. Anh em hiểu không? Có trường hợp đã xảy ra chứ, đừng có nói với tôi là không có trường hợp này, có chứ. Thế nên phải nói với người ta là tôi cũng chưa biết được cái cách như thế nào, tôi ngưng ở đây để tôi hỏi Chúa tiếp. Anh em đừng sợ nhìn nhận cái sự yếu kém, cái sự mà mình còn hạn chế, đừng sợ cái điều đó, không sao hết á. Cho nên có một số người đi trong ân tứ rất ngại nói câu này, vì sợ rằng ngại nói cái này ra người ta chê mình thiếu ơn, người ta chê mình thiếu sự sức giàu, người ta chê mình nó yếu kém, người ta không đến nữa. Đừng sợ, không có gì sợ, cứ thành thật nhìn nhận cái điều rằng là mình đang hạn chế, Chúa chưa tỏ cho tôi chưa biết phải giải quyết với anh với chị như thế nào cả. Anh chị hãy về đi, nó có trường hợp đó, tôi cũng gặp trường hợp này rồi, đúng không ạ? Đó là người ta đến hội thánh là nhân dân cầu nguyện, rồi cầu nguyện mà quỷ nổi lên đánh nhau búa xua, chung chân quỷ la hét nó đánh người ta, phải nói là muốn gọi là suýt tiếng nữa là thương tích. Xong đó là người ta đem con họ về rồi tham gia trên dân. Tôi cũng cầu nguyện mà tôi nói là tôi không có, chưa biết cách sao mà để trị được cái trường hợp này cả. Rồi người ta gửi mail cho tôi cũng hỏi người ta là mục sư ơi, mục sư hỏi bây giờ mục sư nói cho tôi cái cách nào để giải quyết đi, giờ ma quỷ ám thế này làm thế nào đây. Thì tôi mới nói là bây giờ trình bày hết tất cả mọi thứ dẫn đến điều này đi, trình bày hết. Và tôi nói là bây giờ tôi cầu nguyện với Chúa chưa chỉ cho tôi cách nào cả, cho nên làm chị hãy kiên nhẫn đi, kiên nhẫn chờ đã. Đó, tôi cũng chưa biết cách, tôi cũng thành thật nói là tôi chưa biết cái cách gì để giải quyết. Rồi đến một cái lúc bắt đầu tôi cảm thấy cái sự bày tỏ, tôi nói được rồi, trong trường hợp này phải kiên trì, không thể nào nóng vội. Tôi nói với họ hãy kiên trì đi, hãy cứ đến từng hồi từng chút, tham gia trong gym, tham gia trong những buổi cầu nguyện như thế này, đến đây kiên trì đi, Chúa chữa lần lần, Chúa giải cứu lần lần, và đúng đến ngày hôm nay thì hoàn toàn được cải thiện, 90% được cải thiện, người ta đã tỉnh ra, thoát khỏi ma quỷ, hoàn toàn tỉnh táo như một người bình thường. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên có những lúc chúng ta phải thừa nhận là mình chưa biết cách giải quyết để mình xin Chúa tỏ cho mình, chứ không phải là mình đưa ra những lời khuyên mình sợ gây, mình vì áp lực, vì áp lực là gìn giữ cái hình ảnh rằng là mình là người giải cứu, mình là người chữa lành, cho nên mình đưa ra những lời khuyên theo ý riêng, nói cho người ta để người ta trấn an người ta, Chúa sẽ làm kia, chỉ lúng túng lang thang, không nên anh chị nhé, không nên. Chấp nhận rằng mình chưa biết, nói chưa biết, không sao hết. Ok, đó là cái bước cuối cùng. Bước cuối cùng là bước mình nên dừng lại sự cầu nguyện khi mà
có những điều tôi vừa chia sẻ này xảy ra, dừng lại, hẹn khi khác, không sao hết. Rồi, xin Chúa ban phước cho hết thảy đoàn chị em. Bài học đã kết thúc. 5 bước cầu nguyện cho người bệnh, anh chị em cứ nghe lại, nghe đi nghe lại để học những cái điều này cũng rất là tốt. Và tôi ước ao anh chị em có thể thực hành những điều này tại điểm nhóm của mình, tại hội thánh của mình, tại gia đình mình, hoặc tại những nhóm nhỏ. Không ạ, thực hành đi. Tôi tin chắc với một điều rằng Đức Thánh Linh sẽ ở cùng anh chị em, và Ngài sẽ dạy anh chị em, tay anh chị em hiên nổi cung lòng. Tất cả những việc lớn đều bắt đầu từ rất nhỏ. Một chức vụ lớn đều bắt đầu từ một nhóm rất nhỏ, một việc làm rất nhỏ. Cho nên tôi khích lệ anh chị em đừng học để đó, nhưng hãy học để thực hành. Thực hành giống như một vị mục sư này đã nói, tôi rất là thích thú. Ông nói là như thế này: càng nhiều người cầu nguyện cho người bệnh thì càng nhiều bệnh tật được chữa lành. Anh em hiểu không ạ? Đừng giới hạn rằng chỉ một vài người được ơn nào đó cầu nguyện cho người bệnh, đừng giới hạn như thế. Vì Chúa nói ai tin ta đặt tay lên người bệnh được lành. Cho nên anh em không biết làm, bởi vì anh em chưa biết phương pháp, chưa biết cách. Thì qua cái 5 cái bài học về cách cầu nguyện cho người bệnh tôi đã trình bày chi tiết hết rồi. Anh chị em chỉ đọc lại, nghe lại và bắt đầu thực hành đúng những thứ đó, thì Đức Chúa Trời sẽ làm việc cùng với chúng ta thôi. Đâu có cái gì sợ đâu. Cho nên hãy làm đi. Đức Chúa Trời sẽ dùng tay anh chị em để chữa lành cho những người đang đau đớn, đang bị ức hiếp bởi bệnh tật, bởi ma quỷ. Amen. Cảm ơn Chúa. Thật là tuyệt vời. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Bây giờ này tất cả anh chị em mình cùng cầu nguyện nha. Tôi sẽ cầu nguyện cho hết thảy những người đang nghe, đang chịu ảnh hưởng và đang chăm chú vào những bài học này, để được Chúa dùng anh chị em. Chúa dùng anh chị em trong một vụ này. Chúa dùng anh chị em thành người có thể cầu nguyện chữa lành người khác. Amen. Cha trong danh Chúa Giêsu quyền này. Còn cầu nguyện cho những tất cả những ai đang lắng nghe những bài học này. Đang lắng nghe những bài học này, lạy Chúa. Còn cầu nguyện xin Thánh Linh của Ngài cảm động tấm lòng ông bà anh chị em con ngay bây giờ, để gieo vào lòng họ một đức tin rằng họ có thể nhân danh Chúa để đặt tay lên người bệnh và người bệnh được chữa lành. Lạy Chúa, trong danh của Giêsu hãy nhắc nhớ anh chị em con tất cả những chi tiết trong những bài học này và nhiều hơn nữa từ Đức Thánh Linh, để anh chị em con có thể thực hành cầu nguyện cho người bệnh một cách đúng đắn, một cách chính xác, một cách kiên nhẫn và một cách đầy đức tin và hiệu quả. Lạy Chúa, tất cả những anh chị em nào đang lắng nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, xin cho sức dầu tươi mới trên họ bởi quyền năng của Thánh Linh. Xin thân của Ngài đến trên họ đây dãy giờ này, và hãy sử dụng anh chị em con cho mùa gặt trong thời kỳ cuối cùng này, để ra đi giảng phúc âm, chữa lành người bệnh, giải phóng những người bị ma quỷ ức hiếp, khiến kẻ chết được sống lại, những kẻ mù được sáng, kẻ què được đi, những người bị hà hiếp được tự do, những người cầm tù được ra khỏi ngục. Lạy Chúa, sử dụng anh chị em con trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Xin Chúa hãy sử dụng. Mọi vinh hiển thuộc về Ngài. Còn cầu nguyện cho anh em con trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Anh em hãy đón nhận lời cầu nguyện này cho mình. Hãy đón nhận rằng mình được Chúa ban ơn sử dụng. Mình cứ làm đúng lời Ngài thì Ngài sẽ thực hành lời mà Ngài hứa. Ngài hứa như vậy. Ngài hứa rằng anh chị em tin Ngài, đặt tay người đánh, Chúa sẽ chữa lành người đó. Không phải mình chữa, Chúa chữa. Việc mình là đặt tay, Chúa chữa. Việc mình là tin cầu nguyện ra lệnh, Chúa sẽ thực hành phép lạ trên cái người mà mình cầu nguyện. Đó là đồng làm việc với Đức Chúa Trời mà tôi chia sẻ cùng anh chị em rồi. Phải không ạ? Xin Chúa ban phước nha. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Rồi, và bây giờ đó là thời giờ mà tôi sẽ cầu nguyện cho những người đau yếu, bệnh tật, ma quỷ, ức hiếp mà anh chị em đang có mặt ở trên livestream này. Anh chị em sẵn sàng chưa? Tôi nói với anh chị em lần là khoảng cách không ngăn trở được Chúa chúng ta. Và rất nhiều người được chữa lành qua cái lời cầu nguyện qua màn hình này. Miễn rằng anh chị em tin thôi. Bất kể anh chị em đang gặp nan đề gì, bệnh tật gì, Chúa không có phân biệt bệnh gì, bệnh nặng, bệnh nhẹ. Chúa không có phân biệt con quỷ lớn, con quỷ nhỏ nào hết. Chúa chỉ nói là đặt tay lên người bệnh được lành. Chúa chỉ nói là bởi lời cầu nguyện, bởi đức tin sẽ đỡ cái bệnh dậy. Chúa nói vậy thôi, còn không quan trọng là ung thư, bệnh lâu năm hay là mới bệnh, không quan trọng. Bác sĩ thì có thể nói với anh chị em rằng bệnh này lâu năm rồi không thể chữa được, bệnh này mạng tính là không chữa được. Nhưng mà tôi nói với anh chị em rằng trong Kinh Thánh không có những cái từ đó. Trong Kinh Thánh không có bệnh nào là bệnh mạng tính hết. Trong Kinh Thánh không có bệnh gì bệnh lâu năm hết. Trong Kinh Thánh chỉ có một từ thôi, gọi là bệnh tật. Và Chúa nói một lời cầu nguyện sốt sắng, lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ đỡ cái bệnh dậy, có tội cũng được tha. Đó là cái điều anh chị em phải tin. Cho nên đôi khi tôi kết lại anh chị em đừng bao giờ nghĩ rằng bệnh của con là không thể chữa được. Bệnh của con là thôi phải sống chân rồi, không thể. Anh chị em hãy có hy vọng trong Chúa Giêsu giờ này. Và tôi tin rằng anh chị em sẽ giải quyết được vấn đề của nó nhờ danh của Chúa Giêsu. Tôi muốn nhắc lại có một quyền năng trong danh của Chúa Giêsu. Khi tôi kêu danh của Chúa Giêsu thì quyền năng đó được khai phóng vào ngay chỗ đau của anh chị em. Bất kể anh chị em đang bệnh gì, bất kể anh chị em đang bị cái điều gì trong cơ thể của mình. Và một lần nữa tôi cũng muốn nhắc lại là đó, hai
ba trong cái nguyên nhân của bệnh tật là gián tiếp hoặc trực tiếp đến từ ma quỷ. Ma quỷ nó do bệnh tật, ma quỷ nó bước vào thân thể nam qua rủa xả, qua lối sống, qua cái tội lỗi để nó do bệnh tật. Anh em thấy chưa? Cho nên mình cũng phải xử lý ma quỷ bởi danh Chúa Giêsu, mình trừ quỷ. Khi con quỷ nó đi thì bệnh anh em được cải thiện. Khi cái kẻ mà khiến cho thân thể mình đau đớn đi ra thì thân thể anh em sẽ cảm thấy được thoải mái. Đúng là mình phải xử lý. Và một lần nữa tôi nói rằng Chúa ban cho mình thẩm quyền để trừ quỷ và chữa bệnh. Cho nên trong danh Chúa Giêsu buổi tối hôm nay, tất cả những anh chị em đang lắng nghe trên live stream này, đang kết nối trên live stream này, anh chị em hoàn toàn có cơ hội được tự do khỏi ma quỷ vì cớ lời cầu nguyện mà chúng ta cầu nguyện giờ này. Amen. Dạ. Trong danh Chúa Giêsu, tôi ra lệnh cho toàn bộ con quỷ nào, toàn bộ những quyền lực tối tăm, toàn bộ những linh ô uế, toàn bộ những linh tà thuật, toàn bộ những tà linh ố linh đã bước vào con người đang lắng nghe để chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền này, ta trói buộc tội bay. Hỡi những con quỷ kia, ta trói buộc tội bay. Hỡi Satan, ta nói với tội bay trong danh Chúa Giêsu, mày phải nghe và vâng phục. Vì ta nói trong danh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho tội bay hãy rơi khỏi những thân thể mà mày đang ám, đang ảnh hưởng, đang gây hại. Hãy rơi khỏi những thân thể họ ngay lập tức giờ này. Ta ra lệnh cho toàn bộ những tà linh, những linh bất an, những linh lo lắng, những linh giận dữ, những linh đang thao túng về mặt tinh thần và tâm lý của họ, những linh khiến cho họ buồn rầu, cay đắng, giận dữ, tức mình, hãy rời đi. Ta trói buộc những tà linh này, những linh nổi loạn, những linh thất vọng, tuyệt vọng, những tà linh gây thối lui, gây nản lòng, gây thối chí, hãy rời đi. Những tà linh bệnh tội, lên án, nói hành, nói xấu, ta phải rời đi. Ta trói buộc tội bay trong danh Chúa Giêsu quyền này. Hỡi những tà linh này đang cắm mặt ở trong tay, trong mắt, trong mũi, trong miệng, ở trong tâm trí, trong tư tưởng của những con người đang nghe lời cầu nguyện này, ta trói buộc tội bay. Ta trói buộc tụi bay trong danh Chúa Giêsu. Ta ra lệnh tụi bay phải biến họ và rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền này. Ta gỡ tất tụi bay trong danh Chúa Giêsu quyền này. Hỡi những con quỷ kia hãy rời đi. Những con quỷ kia hãy rời đi. Những con quỷ nhục dục, những con quỷ dâm dục hãy rời đi. Những con quỷ khiến cho họ mê phim ảnh khiêu dâm hãy rời đi. Những con quỷ khiến cho họ mê trong ma túy, thuốc lá, thuốc lào, nghiện rượu bia hãy rời đi. Những con quỷ khiến cho họ đồng tính gay, đồng tình luyến ái, đồng tính nữ, đồng tính nam hãy rời đi. Những con quỷ khiến cho họ bị lôi cuốn đến những điều nhục dục đó trong thân thể hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta bẻ gãy mày Satan, ta ra lệnh cho mày biểu lộ đi. Toàn bộ độc tố của mày hãy ra khỏi thân thể họ đi, ra khỏi thân thể họ đi. Tất cả những gì mày đồn trú, tất cả những gì mày xây đồn xây lũy ở trong cơ thể, trong tâm trí của hại rời đi. Ta bế gãy giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền này. Hỡi Satan, hãy nghe này. Hỡi những ố linh, hãy nghe này. Hỡi những linh sự chết, hãy nghe này. Ta trói buộc mày giờ này, mày đi ra đi. Những linh bước vào đời sống những anh chị em ta, những con người đang nghe là cầu nguyện này, qua tội tổ tông, qua tội của cha của mẹ, qua tội của ông bà, ta bế gãy sự rủa xả xuyên thế hệ này. Ta bế gãy sự rủa xả xuyên thế hệ này. Ta bế gãy sự rủa xả xuyên thế hệ này. Toàn bộ những con quỷ bước vào qua sự rủa xả, như là quỷ nghèo đói, con quỷ dâm dục, con quỷ nội tình, con quỷ tà dâm, con quỷ đổ vỡ hôn nhân, con quỷ của sự thất bại giới hạn. Ta bế gãy mày Satan, hãy đi ra khỏi họ giờ này, rơi 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 khỏi họ giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi rủa xả trên họ bị bẻ gãy, 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 trong danh Giêsu quyền năng, 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 mọi rủa xả bị bẻ gãy. Và toàn bộ những con quỷ bước vào qua sự rủa xả này, mà nghe đây, ta phán xét bây giờ này, ta hành hạ bây giờ này, ta xử đoán bây giờ này, trong danh Giêsu, ta quở trách bây giờ này, hãy bước ra khỏi họ, bước ra bằng miệng, bước ra bằng mồm, bước ra bằng hơi thở, bước ra bằng mồ hôi, bước ra bằng những cơ quan nào đó mà mày đã từng bước vào, bước ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta nói với mày Satan, ta không nói với những con người đang trước màn hình này, ta nói với mày trong thế giới linh, ta biết mày cả mặt ở đó, ta biết mày đang bước vào đời sống của họ và những điều đó. Giờ này ta nói với mày Satan, trong danh Giêsu hãy ra đi. Trong danh Giêsu, lửa thánh linh đang thiêu mày, lửa thánh linh đang thiêu mày, lửa thánh linh đang giáng trên họ từ đỉnh đầu đến gót chân, và mày bị đốt nóng, mày bị đốt nóng giờ này. Lửa trong danh Giêsu, lửa trong danh Chúa 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 Giêsu. Toàn bộ những con quỷ bước vào qua tà thuật, qua bói toán, qua bói khoa, qua linh đồng, qua đòi bắt ngang, qua thờ lạy thần tượng, học võ thuật, tất cả những linh từ nghĩa địa thờ cúng người chết, ta bảo mày biểu lộ giờ này. Ô uế cái mày, trao ra trong danh Chúa Giêsu, trao ra trong danh Chúa Giêsu. Tụng bế gãy quyền lực của mày, bế gãy quyền lực của mày, bế gãy quyền lực của mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mày hãy rời đi, ta nói mày rời đi. Hỡi Satan, tất cả những ế linh này, ta nói mày phải rời đi. Mày không có chỗ trong những thân thể này, mày không có chỗ trong những con người đang ở trước màn hình này mà mày đáng lắm, mày không có chỗ nào trong đó hết. Vì thân thể họ thuộc về Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh đã ấn chứng vào họ rằng họ là con trai con gái của Đức Chúa Trời. Thân thể của họ là đền thờ nơi Đức Thánh Linh ngự. Mày Satan, kẻ cư trú bất hợp pháp, kẻ xâm nhập bất hợp pháp, kẻ đang hành hại
con cái Chúa bất hợp pháp, ta ra lệnh mày đi trong danh Giêsu, ta ra lệnh mày đi trong danh Giêsu, ta ra lệnh mày đi trong danh Giêsu. Tôi nói với tất cả anh chị em nè, những anh chị em đang có biểu hiện của Satan như là nôn ói, khó thở, co giật, tôi nói anh chị em hãy lớn tiếng trong danh Giêsu, nên hãy nói ta không chấp nhận mày, mày ra khỏi ta, ra khỏi ta, ra khỏi ta, ra khỏi ta, nói lớn tiếng lên. Những ai đang nôn ói thì nôn ói ra, những ai đang thở mạnh hãy thở hết ra, thở hết ra thật mạnh và nó may Satan ra khỏi ta, thở mạnh ra, ra đi. Vì Satan là thể linh, nó là thể khí, nó thường ra anh chị em qua đường thở, qua đường hơi thở, qua đường ho, qua đường nôn, qua đường ói, qua đường mồ hôi, qua đường nước mắt. Nó thường biểu lộ qua những cái hành động như vậy, là sợ hãi, khó thở, co giật. Đừng sợ nó, anh chị em hãy mạnh dạn lên, mạnh dạn lên cùng tôi trong danh Giêsu. Hôm nay là ngày tự do của ta, hôm nay trong danh Giêsu ta bỏ chết mày, hôm nay trong danh Giêsu mày phải rời khỏi cơ thể của ta, không chấp nhận mày. Nói lên chèm, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, tiếp tục nào. Tôi công bố sự tự do cho anh chèm, tôi công bố sự tự do từ Đức Thánh Linh đến cho anh chèm, tôi công bố sự giải cứu của Chúa trên anh chèm giờ này, sự giải cứu hoàn toàn, 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 giải cứu hoàn toàn. Tôi đang thấy xiềng xích nó lắc xuống, tôi đang thấy toàn bộ bức tường nó sập đổ, tôi đang thấy những cửa tù ngục được mở tung ra, tôi đang thấy bọn quỷ xuất ra khỏi anh chèm, tôi đang nhìn thấy tất cả những ố linh ta linh xuất ra khỏi anh chèm, tôi đang thấy những con người bị nó bóp nghẹt khó thở hen suyễn được tự do, tôi thấy những con người bị bóp nghẹt tim mạch được tự do, tôi thấy những con người đau xương đau khớp được tự do, tôi thấy những con người mất ngủ bất an được tự do. Tự do, tự do, tự do. Anh chị tiếp tục công bố sự tự do của mình nào. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng hãy tự do. Tự do và tự do. Tự do hoàn toàn. Mọi quyền lực tối tâm phải rời đi. Mọi quyền lực tối tâm phải rời đi. Mọi quyền lực tối tâm bị phán xét giờ này. Mọi quyền lực tối tâm bị thiêu đốt bởi lửa thánh linh giờ này. Mọi ô uế bị thanh tẩy bởi huyết Giêsu giờ này, mọi con quỷ bị cột trói bởi các thiên sứ của Đức Chúa Trời giờ này, mọi con quỷ bị cột trói giờ này, mọi con quỷ bị cột trói giờ này, quăng nó ra xa khỏi đời sống anh em giờ này trong danh Giêsu quyền năng. Tiếp tục lên chèm, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Tôi đang nhìn thấy Đức Thánh Linh đang chạm và giải cứu anh chèm. Tôi đang nhìn thấy rất nhiều người đang được giải cứu giờ này, rất nhiều người đang được giải quyết vấn đề của mình giờ này. Tôi nhìn thấy trong tấm lòng tôi Chúa đang tác động anh chị em rất là lớn, rất là lớn, rất là lớn. Mạnh mẽ đi, mạnh mẽ lên, 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 mạnh mẽ lên. Sự sức dâu đang gia tăng, sự sức dâu để bẻ gãy mọi ách của kẻ thù đang gia tăng, sự sức dâu đến để giải cứu anh chị em, sự sức dâu đến để khiến anh tự do, sự sức dâu đến để khiến cho toàn bộ con quỷ phải ra hết bỏ chạy giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục anh chị em, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục nào. Tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Trong danh Chúa Giêsu, cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tôi đặt một thân giải cứu cho anh chị em giờ này. Tôi đặt một thân giải cứu lên chỗ nào anh chị em bị trói buộc giờ này. Tôi đặt một thân giải cứu trên thân thể anh chị em giờ này. Tôi đặt một thân giải cứu trên mọi cơ quan nội tạng của anh chị em giờ này. Tôi đặt một thân giải cứu trên xương, trên khớp của anh chị em giờ này. Tôi đặt một thân giải cứu trên bao tử được nôn được da của anh chị em giờ này. Tôi đặt một thân giải cứu trên cơ quan nội tạng là của anh chị em bị bệnh giờ này. Trên đầu, trên thần kinh, trên tay, trên mũi, trên họng, trên xương, trên khớp, trên phổi, trên tim, trên gan của anh chị em giờ này. Thân giải cứu trên anh chị em giờ này. Thân giải cứu trên được nôn được da, trên trĩ anh chị em giờ này, trên tử cung, trên ngực của anh chị em giờ này, trên toàn bộ những nơi nào có khối u của anh chị em giờ này. Thân giải cứu trên những nơi đó giờ này trong danh Giêsu quyền năng, trong danh Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Thần Chúa gia tăng, gia tăng, gia tăng, gia tăng, gia tăng, gia tăng, gia tăng sự sức dầu giải cứu trên chỗ nào anh chị em bị đau, trên chỗ nào anh chị em bị trói buộc, trên chỗ nào anh chị em bị bệnh gọi là bệnh mãn tính mà không bao giờ chữa được. Tôi đặt thân giải cứu trên đó và mối nguyên lực Satan bị bẻ gãy giờ này, mối nguyên lực Satan bị quét sạch giờ này, mối nguyên lực của sự chết, nguyên lực bệnh tật bị quét sạch giờ này. Anh chị hãy tin, tin sinh, tin sinh, tin sinh. Tôi nhận sự giải phóng của Chúa, tôi nhận sự thanh tẩy của Chúa, tôi nhận sự chữa lành của Chúa. Hallelujah. Anh em hãy nói, hãy nói, hãy nói, hãy nói, hãy nói trong danh Giêsu. Mời anh em hãy tin sinh ra, tin sinh ra. Đặt tay vào chỗ đau của mình, đặt tay vào chỗ đau của mình và tin sinh ra, đặt tay vào chỗ đau của mình và tin sinh ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi con quỷ bị phán xét giờ này, mọi con quỷ bị phán xét giờ này, mọi con quỷ gây bệnh tật bị phán xét giờ này. Tôi công bố sự chữa lành trong danh Giêsu. Sự chữa lành trong danh Giêsu. Tôi khai phóng quyền năng chữa lành trong danh Giêsu vào toàn bộ cơ quan nội tạng chỗ anh chị đang đau, chỗ anh chị đang đau, chỗ anh chị đang đau, chỗ anh chị đang đau được khai phóng quyền năng trong danh của Chúa Giêsu. Chỗ anh em đang đau, anh em hãy nhớ là mỗi một anh em biết mình đang đau cái gì. Anh em có thể đau đầu, đau bao tử, đau trong tim, đau trong gan, đau trong thận, đau trong xương khớp, đau trong đầu gối, đau trong tay, trong mũi, trong họng, đau trong mắt.
Chó dân đang đau hãy nhận hãy cảm nhận là trong danh Chúa Giêsu tôi khai thông quyền năng chữa lành bởi thập tự giá vào chỗ đó của anh chị em già này. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu, tôi hủy bỏ bệnh tật trong thân thể anh chị em già này, tôi hủy bỏ bệnh tật trong thân thể anh chị em già này, tôi hủy bỏ toàn bộ những sai trật trong cơ quan lục thủ ngũ tạng của anh chị em già này. Hãy phục hồi và hoạt động đi. Tôi nói những quả thận hư được phục hồi và hoạt động đi, những cái gan bị hư và bị sơ bị cứng hãy phục hồi lại đi, hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cầu cảm ơn Ngài, lạy Chúa, cảm ơn ngài đấng chữa lành. Những cái đường ruột được phục hồi đi, ruột non được da được phục hồi đi, hành tá gan được phục hồi, bao tử được phục hồi, xương khớp được phục hồi, những thoái hóa trong đốt sống cổ, đốt sống lưng được phục hồi. Chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng hãy lành. Cho hãy tin đi, có một quyền năng trong danh Giêsu. Khi tôi kêu danh của Chúa Giêsu thì quyền năng chữa lành được khai phóng trên thân thể anh chị. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng hãy lành. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng tôi nói bệnh phải lành. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng người Nazareth tôi nói bệnh nhân trên phải lành. Bệnh nhân trên phải được lành. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng giờ này lành đi. Hãy lành đi, dù là bệnh mãn tính, bệnh ung thư hay bất cứ là bệnh gì phải lành đi. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng hãy lành. Lành đi, tự do. Tôi không đón chờ những ai không giơ tay giơ chân lên được, hãy giơ tay chân mình lên giờ này. Những ai mà cảm thấy cứng trong người, trong xương, trong khớp, cứng trong lưng, hãy thực hành đi. Nguyên năng của Chúa trong thân thể trên giờ này đón nhận. Nguyên năng của Chúa trong thân thể trên giờ này hãy đón nhận. Nguyên năng của Chúa trong thân thể trên giờ này được chữa lành, hãy đón nhận, hãy đón nhận, hãy đón nhận, hãy đón nhận. Con cảm ơn Ngài, lạy Chúa, xin thân của Ngài tác động trên hạ giờ này. Ô lạy Chúa, thánh linh hãy đến trong dân sự của Ngài. Con xin chặt đổ thần linh trong dân sự của Ngài. Tuôn thần của Ngài trong dân sự của Ngài. Tuôn đổ thần Ngài trong dân sự của Ngài. Tuôn đổ thần Ngài trong dân sự của Ngài. Trong danh Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Ô hallelujah. Tôi xác với một điều này. Ma quỷ đang rất run sợ vì lời cầu nguyện này. Ma quỷ đang phải bỏ chạy vì lời cầu nguyện này. Ma quỷ đang phải thu dọn lều chổng của nó để rời khỏi cuộc đời của anh chị em qua lời cầu nguyện này. Hãy tin tôi đi. Ma quỷ rất khó chịu vì lời cầu nguyện này. Ma quỷ không thể ở trong đời sống anh chị em vì lời cầu nguyện này. Tôi nói anh chị em, lửa đang thiêu đốt nó, lửa đang khiến cho nó không thể ngủ yên, lửa đang khiến nó không thể ngủ yên một chỗ, và chỗ của nó là hỏa ngục đời đời. Chỗ của nó chính là vực sâu không đáy. Chỗ của nó chính là cái nơi bị thiêu hàng đời đời kiếp kiếp, và nó rất sợ cái loài này. Cho nên tôi nói mỗi lời anh chị em hãy mở mồm mình ra và nói hỏi mọi con quỷ kia, hãy nghe ta nói này. Mày sẽ bị thiêu sống trong hồ lửa, vực sâu không đáy là chỗ ở của mày. Tao nói cho nè, quỷ nó rất rất sợ nghe câu đó. Trong danh Giêsu vì nó biết số phận của nó, nó biết nó phải đi đâu, nó biết nó phải thuần phục ai. Anh chị em hãy nói điều đó, hãy nói điều đó để cho anh chị em gia tăng đức tin, và ma quỷ nó biết anh em biết mình có thẩm quyền. Bệnh tật sa tăng trong đời sống anh chị em, nó phải đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, cảm ơn Chúa thật nhiều. Hallelujah. Thánh Linh ơi, hãy đổ trong dân sự của Ngài. Tuyên đổ trong dân sự của Ngài. Để mơ dân sự của Ngài ngày hôm nay, 450 anh chị em đang có mặt trong live stream giờ này, hãy được tự do. Tôi nói lời này trên 450 mấy anh chị em đang có mặt giờ này, hãy được tự do và chữa lành. Hãy được tự do và chữa lành để ra đi cứu người, ra đi giảng phúc âm, ra đi để biến đổi mọi người xung quanh trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Hãy được tự do và trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng một lần nữa anh chị em. Hãy đầy dậy thánh linh. Tất cả hãy được đầy dậy thánh linh. Lạy Chúa, xin Chúa đừng chạm anh chị em con giờ này. Và đổ đầy thần linh cho họ. Còn cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Đổ đầy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đổ đầy thánh linh cho họ. Đổ đầy mỗi một con cái Chúa đang nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này. Hãy được đầy dậy đức thánh linh. Đầy dậy đức thánh linh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Đây dạy đức thánh linh. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Hallelujah. Ta Ngài. Amen. Cảm ơn Ngài. Anh chị em ơi, hãy viết xuống những gì Chúa vừa làm cho anh chị em. Viết xuống bên dưới để những lời chứng này thuyết phục mọi người. Khi người ta nghe lại bài giảng này, khi người ta cầu nguyện theo, người ta thấy đó, Chúa có thể làm được cho anh chị em thì Chúa cũng có thể làm được cho tôi. Chúa chữa lành cho anh em điều gì, Chúa giải phóng cho anh điều gì, ma quỷ xuất đi như thế nào, hãy viết xuống cho mọi người biết nha. Tôi rất là thích đọc những lời chứng của anh chị em. Anh chị em đừng để ý đến những cái lời nói của ma quỷ,
Đừng để nó là những cái con quỷ mà giống như là nó giận hoảng rồi nó phát ngôn, nó nói bậy nói bạ cái nó. Mình đừng để nó là cái đứa mà nó la nó hét như đứa nít vậy đó. Cho nên đừng có để, hãy tập trung vào Chúa. Tập trung vào Chúa và ghi xuống những lời làm chứng, những lời mà làm chứng về những gì Chúa vừa làm cho anh chị em. Amen. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục anh chị em, tôi đang cho anh chị em ghi những lời chứng này. Cảm ơn Chúa. Ma quỷ đã ra khỏi anh chị em như thế nào? Không ạ. Chúa đang làm gì cho anh chị em cảm thấy như thế nào? Chữa lành đường ruột của con. Amen. Wow. Wow, cảm ơn Ngài. Chúa thăm viếng và được chữa lành con ngày hôm nay. Tôi đang đọc những lời chứng của anh chị em nè. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tuyệt vời quá, Chúa chữa lành rất là nhiều người. Ồ, Chúa đã đến với con trong lúc cầu nguyện. Chúa đã chữa lành. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Wow, cụ thể anh chị em, cụ thể Chúa chữa lành bệnh gì, Chúa làm gì, Chúa tác động như thế nào, hãy ghi vào xuống. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Nói khen Chúa. Chúa đã đụng chạm và ma quỷ đã lòi diện và biến mất. Cảm ơn Ngài vì điều này. Khi cầu nguyện con đã ở hơi và ngáp rất nhiều và bây giờ con khỏe. Wow, cảm ơn Chúa. Rất mọi ô uế đã trào ra. Wow, cảm ơn Chúa. Khó tiêu rồi chữa bệnh bị u mắt của con 4 năm nay. Cảm ơn Ngài. Ngợi khen Chúa. Anh em ghi tiếp đi, ghi tiếp anh chị em. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tuyệt vời. Cảm tạ Chúa, con đã khỏi đau lưng và đau đầu. Wow, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa đã thăm viếng con. Cảm ơn Ngài, tuyệt vời. Chúa đã chữa lành run tay, con không còn đau nữa. Tạ ơn Ngài. Wow, ghi xuống, nhiều phép lạ quá anh chị em. Tạ ơn Ngài, tiếp tục lên cho em. Con bị tổn thương đau đầu mấy ngày nay, bây giờ thì không còn nữa. Wow, cảm ơn Chúa. Tuyệt vời. Con cảm nhận cái linh sợ hãi trong con, và khi con cầu nguyện thì con đã được giải cứu. Wow, tạ ơn Ngài. Đã đánh tan con quỷ trong người con. Wow, nhiều thứ quá. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Anh em thấy phép lạ chỗ nào không ạ? Cho nên tôi nói với anh chị em rằng là Chúa của mình không có bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì. Anh chị em cộng tác trong lúc cầu nguyện như thế này, biết bao nhiêu con người này được Chúa đụng chạm chữa lành rồi. Chữa lành lưng, đau lưng hết, đau đầu hết, đau bụng hết, đau chỗ nọ chỗ kia hết. Tôi nói với anh chị em rất là tuyệt vời. Đây là, ồ, con đã được nôn ra. Nôn ra nữa, ồ, tuyệt vời. Cảm ơn Chúa, nôn nữa ra là một điều rất là lạ lùng, phải không ạ? Chúa đang làm. Yeah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài, hallelujah, ngợi khen Chúa. Tuyệt vời. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Tuyệt vời anh chị em, tuyệt vời quá. Wow, nhiều sự chữa lành. Đó anh chị em, tóm lại thì đã cũng đã đến lúc mà mình chia tay ở đây. Tuy nhiên là tôi muốn nói với anh chị em đó, đừng bao giờ mình học một cái gì đó mà mình không thực hành ha. Mình phải thực hành để mình kinh nghiệm được chính Đức Chúa Trời vận hành trên mình, rồi qua mình vận hành trên người khác. Cái kinh nghiệm này nó quý vô cùng anh chị em. Đây là sự đồng đi với Chúa ha. Tôi muốn nói với tất cả anh chị em còn lại trên live stream này, chúng ta phải học cái kinh nghiệm đồng đi với Chúa. Và Chúa có thể sử dụng bất cứ người nào đầu phục Ngài, vâng lời Ngài và dám mà trả giá để vác thập tự giá theo Ngài, để Chúa sử dụng mình cho nhiều người khác nữa, để cứu dân tộc chúng ta, cứu những người xung quanh khỏi cái chết đời đời. Anh em biết rồi, cái chết đời đời là cái chết phải nói là kinh dị nhất mà chúng ta được thoát nhờ Chúa Giêsu. Tôi khích lệ tất cả anh chị em hãy mạnh dạn chia sẻ phúc âm và đặt tay chữa lành giải cứu người khác. Nỗi đau giảm bớt đi thì Chúa được vinh hiển và vương quốc Satan bị thu hẹp lại. Anh chị em hiểu không ạ? Bất cứ khi anh em cầu nguyện và một căn bệnh được chữa lành, một con người được tự do, thì vương quốc Satan nó bị thu hẹp lại. Nhưng mà vương quốc thiên đàng được mở rộng ra về nghĩa thuộc linh. Mà đúng thuộc linh là như vậy, vì vương quốc thiên đàng là thuộc linh, vương quốc Satan cũng là thuộc linh chứ không phải là vương quốc vật lý này. Cho nên mỗi một con người mà anh chị em phục vụ thì anh chị em đang mở rộng vương quốc Chúa, thu hẹp vương quốc Satan. Amen dạ. Nên anh xin chúng ban phước cho anh chị em nha. Đó, mắt con được nhẹ nhàng nè, đủ bao nhiêu người làm chứng khỏi đau đầu đau lưng nè. Đâu, bao nhiêu người làm chứng Chúa thăm viếng con trong lúc cầu nguyện rất mạnh mẽ nè. Ồ, rồi gì nữa nè, Chúa chữa lành viêm tai nè. Lần đầu tiên con cầu nguyện chữa lành cho hai người, họ được chữa lành nè. Cảm ơn Chúa nè. Con được tự do khỏi sự yếu đuối, con mạnh mẽ trong danh Giêsu nè. Cảm ơn Ngài nè. Khi một sự cầu nguyện nhiều đêm, tất cả những cái lời làm chứng tuyệt vời. Cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn cho anh chị em rồi. Một lần chứng con có sợ hãi trong con, khi con cầu nguyện thì nước mắt chảy ra. Ô, cảm ơn Chúa. Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Amen chưa? Rồi, chào tạm biệt tất cả anh chị em nha. Xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em. Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em, và hẹn gặp lại anh chị em vào tối thứ sáu tuần này. Và trước khi chia tay, tôi cũng nhắc anh chị em một điều như thế này. Hội Thánh và Muôn Dân có hai buổi cầu nguyện vào tối thứ năm và tối thứ bảy. Cho nên tôi muốn nói với tất cả những anh chị em đang ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và lân cận, có thể đến trực tiếp để được phục vụ và thờ phượng Chúa, thì anh em cứ đến
cứ đăng ký đến, và địa chỉ điện thoại thì anh em thấy trên trang nhà môn dân rồi, anh em cứ lên đó sẽ thấy. À, rồi chủ nhật chúng ta cũng có thể đến hội thánh tại Hóc Môn để được phục vụ, nhưng mà anh em nhớ gọi điện trước nha. Trong một số những trường hợp là chúng tôi sẽ có những cái tư vấn để anh chị em có thể đến một cách nó tốt nhất, tốt nhất để cho nó không bị quá tải. À, rồi tối thứ tư như thế này, tối thứ sáu chúng ta có buổi trên live stream và trên Zoom, cũng được cầu nguyện chữa lành cho những anh em ở xa mà mình không có cái cơ hội, đúng không ạ? Ở xa, còn ở gần thì chúng ta có những cái địa chỉ như vậy. À, riêng những anh chị em nào mà có những cái gì mà riêng tư cấp bách thì hãy gửi mail cho tôi, anh chị em sẽ nhận được cái thông tin để mình có thể cầu nguyện riêng tư ít người hơn, để chúng ta có thể chia sẻ được những điều riêng tư. Anh em chưa? Một lần nữa, tôi thay mặt hội thánh nhà môn dân nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho anh em một cách dư dật, nguyện Đức Chúa Trời sử dụng anh em một cách hiệu quả, nguyện Đức Chúa Trời đồng hành cùng với anh em từ nay cho đến đời đời. Tôi chào tạm biệt anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.